Rồi thôi chúng ta bắt đầu học nha các em. Rồi thì hôm nay là buổi học đầu tiên của cái môn lập trình web của mình ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái môn học của mình, nó bao gồm những cái gì ở trong đây và cái cách thức mà chúng ta làm việc trong cái học kỳ này nó như thế nào ha. Rồi thì đầu tiên là giới thiệu ha, là tên mình là Nguyễn Hữu Hiếu ha. Thì email là nguyenhiếu@hcmut.edu.vn. Thì trong cái quá trình học tụi em có thắc mắc gì về cái môn học này thì mình có thể gửi gửi email trực tiếp tới địa chỉ email này nha. Rồi thì chúng ta đi vào cái phần nội dung giới thiệu của cái môn học này ha. Thì đầu tiên đó là cái phần tài liệu tham khảo. Thì tài liệu tham khảo của môn học này thì các em tham khảo một số những cái quyển sách, ok, một số những quyển sách như là Web Programming Step by Step của những cái tác giả là Steph Miller Course ha. Thì quyển sách này thì tụi em có thể là tìm kiếm cái version mới hơn ha. Ở trên mạng đó, tụi em vào Google, tụi em tìm kiếm tên cái quyển sách này thì nó sẽ có cái version mới hơn. Còn nếu như mình không tìm được cái quyển sách này thì chúng ta có thể là tham khảo cái bộ slide của quyển sách này cũng được. Rồi thì cái trang chính của cái quyển sách này tên là webstepbook.com ha. Rồi cái quyển sách thứ hai á, tụi em có thể tham khảo thêm đó là cái quyển Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS and HTML5 ha. Thì cái quyển sách này thì nó có tổng quan về tất cả những cái ngôn ngữ mà chúng ta sẽ học ở trong cái chương trình học của mình này. Rồi thì đây là hai cái quyển sách ha. Thì trong những cái quyển sách thì người ta sẽ giới thiệu chủ yếu là cái phần lý thuyết. Ok, lý thuyết ví dụ như là cái mô hình của cái ứng dụng web nó sẽ như thế nào, nó hoạt động như thế nào, rồi những cái phần lý thuyết liên quan tới những cái ngôn ngữ, những ngôn ngữ ví dụ như là những cái khai báo trong những ngôn ngữ này nó hoạt động như thế nào, viết cái câu truy vấn SQL như thế nào, rồi trong JavaScript thì nó có những cái gì là cơ bản nhất. Thì trong sách thì nó sẽ đề cập tới những cái rất là cơ bản, thì tụi em có thể bắt đầu ha. Rồi ngoài ra thì mình còn có một cái tài liệu online. Thì đối với lại lập trình web thì khi mà mình viết code thì chúng ta sẽ tham khảo những cái documentation. Ok ha, có nghĩa là khi mình sử dụng cái ngôn ngữ hay là sử dụng những cái thư viện thì chúng ta sẽ cần phải tham khảo những cái được viết trong cái tài liệu kỹ thuật chi tiết của cái ngôn ngữ hay là cái thư viện đó để mà ông ta viết cho đúng. Thì ở đây mình có một cái tài liệu tham khảo ở W3 School ha. Đây là cái tài liệu online, thì tụi em truy cập vào cái trang web đó là w3school.com. Okay, thì trong cái trang web này thì nó sẽ có tập hợp và một số những cái documentation liên quan tới cái môn lập trình web này của mình. Ví dụ như là cái documentation của cái ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript hay là PHP thì nó được thu thập ở trong đây. Rồi thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng những cái tài liệu online ha. Còn như nói trong những cái quyển sách thì nó chỉ giới thiệu thôi những cái phần về cái phần lý thuyết thôi ha, có nguyên lý hoạt động đồ này nọ đó ha. Thì em đọc sách thêm để mình hiểu, mình nắm rõ. Rồi thì cái phần nội dung chính của cái môn học này thì chúng ta sẽ học một số những ngôn ngữ. Một số những ngôn ngữ ha. Thứ nhất đó là HTML5 ha, và Form ha. Thứ hai đó là CSS và CSS3. Rồi thứ ba đó là JavaScript và thứ tư đó là PHP. Đây là những bốn cái loại ngôn ngữ này chúng ta sẽ học ở trong cái môn lập trình web này. Rồi có nghĩa là khi mà kết thúc cái môn lập trình web này thì tụi em sẽ có khả năng đó là tự xây dựng một cái ứng dụng web sử dụng những cái loại ngôn ngữ này ha. Rồi giờ mình sẽ thể hiện cái điều đó trong cái bài assignment cuối cùng của mình. Rồi
Về cái việc tính điểm ha, tính điểm thì chúng ta sẽ có bốn cột điểm cho cái môn này ha. Thì cột thứ nhất đó là cột thực hành, cột thực hành đó thì nó sẽ chiếm 10%. Thì cái cột điểm thực hành này á, thì sẽ được tính dựa trên cái mức độ hoàn thành của những cái bài lab mà tụi em sẽ làm. Ok, thì tới cái giờ thực hành đó thì mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Rồi cột điểm thí nghiệm ha, cột điểm thí nghiệm là cũng tính dựa trên cái cột điểm thực hành ha, và kèm theo đó là những cái điểm như là assessment hay là những cái điểm đánh giá chung á, những cái điểm đánh giá chung, nghĩa là cột điểm thí nghiệm này mình sẽ tính dựa trên nhiều cái tiêu chí hơn cái cột điểm thực hành, và nó thể hiện cho cái quá trình học của mình đó. Đó là cái điểm quá trình học của mình đó. Nghĩa là điểm thí nghiệm đó thì có thể là được tính dựa trên cái điểm thực hành, điểm danh, rồi tất cả những cái thứ khác liên quan ha. Rồi cột điểm assessment, đó là điểm bài tập lớn thì nó chiếm 40%. Rồi thì để đạt được cột điểm này thì tụi em sẽ làm một cái bài assessment. Thì đề bài assessment đó thì tuần thứ hai hay là tuần thứ ba thì mình sẽ có cái đề bài assessment để mà mình làm ha. Rồi cột điểm thứ tư đó là cột điểm thi cuối kỳ ha. Thì chiếm 40%. Thì thi cuối kỳ á, thì tùy vô cái tình hình cụ thể của mình á, thì nếu như mà mình lên lớp trực tiếp á, thì các em sẽ thi dưới hình thức là tự luận á. Còn nếu mà chúng ta online á, nghĩa là tới cái thời điểm thi cuối kỳ á, mà chúng ta vẫn còn học online á, thì chúng ta sẽ tổ chức thi dưới hình thức là online ha. Online thì mình sẽ thi dưới hình thức thi là trắc nghiệm. Đúng, và cái cột điểm thi cuối kỳ này á, thì nó sẽ chiếm 40% ha. Rồi thì tóm lại là trong môn học này á, thì chúng ta sẽ có bốn cột điểm và cái phân bố của nó như thế này ha. Rồi rồi thì đó là về cái phần giới thiệu chung tổng quan về cái môn học ha. Thì không biết nãy giờ tụi em có thắc mắc gì không ha. Rồi em nào có thắc mắc thì mình cứ hỏi lại nha. Rồi thì trong quá trình học á, thì các em có thể là mình vô cái trang của môn học ở trên BKEL. Tụi em vô cái trang BKEL của môn học á, thì tụi em sẽ thấy có hai cái mục. Một là cái link giảng dạy trực tuyến, ở đây là nãy tụi em đã bấm vô cái link này để tụi em vô phòng học. Rồi thì tới giờ học á, thì mình sẽ vô cái link này để mình bắt đầu thôi. Rồi cái mục thứ hai đó là cái mục thông báo và thảo luận. Ok, mục thông báo và thảo luận á, thì ở đây á, là trong quá trình học á, tụi em có thắc mắc gì á, có nghĩa là có những cái kiến thức gì á, mà mình chưa có nắm rõ hoặc là mình chưa có hiểu á, thì các em có thể là tạo một cái bài viết ở trong cái mục thông báo trong trong cái diễn đàn này á, để mình thảo luận với nhau. Rồi rồi ở phía đầu trang á, thì tụi em có cái link lập trình web video á, thì trong đây á, thì nó có những cái video của cái khóa học trước. Ok, thì tụi em có thể là tham khảo những cái video này. Ok, tất nhiên là khi mình học trong học kỳ này á, thì nó sẽ có cái sự khác biệt, có nghĩa có một số những kiến thức mới được cập nhật hơn. Còn những cái video này á, đây là những cái video cũ học kỳ trước thôi. Thì giờ tụi em có thể tham khảo thêm nha. Rồi thì rồi nhóm bài tập lớn á, thì sẽ có tối đa là 4 người ha. Rồi các bài quy ở cái slide video á, thì không có bắt buộc phải làm. Ok, và tụi em sẽ phải làm những cái bài quy ở trên cái trang học môn học chính của mình thôi. Còn cái phần video đây là cái phần tham khảo. Ok, cái phần video á, là phần tham khảo ha, thì những cái phần ở trong đó tụi em không bắt buộc phải làm ha. Rồi những thứ mà bắt buộc phải làm á, là nó nằm ở trong cái trang môn học của mình nè. Rồi rồi cái lịch học thực hành á, thì hiện tại mình đang đề nghị phòng đào tạo á, là chuyển qua những cái tuần sau Tết. Ok, tại vì ở đây á, là chúng ta học lý thuyết chưa có nhiều ha, cho nên là nếu mà thực hành vào tuần 2, 3, 4 và tuần 7 á, thì chúng ta sẽ không có kiến thức ha, để mà làm bài, cho nên là mình đang kiến nghị với phòng đào tạo đó là chuyển những cái buổi thực hành ra sau Tết. Rồi thì nếu có thông tin gì á, thì mình sẽ thông báo lại cho tụi em ha.
Rồi, tụi em còn thắc mắc gì nữa không? Rồi nhóm bài tập lớn á, thì tụi em sẽ tự chọn nhóm, tự chọn nhóm với mình, có nghĩa là tụi em tự chia nhóm á, thì các em tự liên hệ với nhau á, để mà chia nhóm á, thì mỗi nhóm tối đa là 4 người. Lab lớp L02 á, thì sẽ nói lại với phòng đào tạo ha, để mà áp lại nha. Rồi, nhóm bài tập lớn thì tụi em có thể làm nhóm chung với lại những cái bạn ở nhóm khác cũng được ha. Rồi thì hiện tại về thực hành đó thì mình có 4 nhóm đó, đó là nhóm L01 tới L04. Ok, thì tụi em có thể là đăng ký nhóm chung với bạn những cái bạn ở lớp khác cũng được. Rồi nói chung đó là để tạo cái sự thoải mái cho tụi em khi mà tụi em làm bài tập lớn thôi. Rồi thì nếu mà tụi em có thời gian rảnh ở trong tuần này á, thì tụi em cứ tập hợp với nhau á, để mà chia nhóm đi ha. Thì vào khoảng tuần sau á, thì mình sẽ tạo một cái link Google Form ha, để mà tụi em đăng ký nhóm vô cái link Google Form đó. Thì mỗi nhóm tối đa sẽ là 4 người ha, 4 sinh viên, và nếu như mà cái nhóm nào mà không có đủ á, thì khi mà tổng kết lại á, thì có những bạn mà không có đăng ký nhóm á, thì sẽ được xếp vô những cái nhóm không có đủ ha. Rồi slide bài giảng á, thì sẽ được upload lên trên BKEL á, sau mỗi buổi học. Rồi thì có nghĩa là sau buổi học á, thì sẽ upload cái slide bài giảng lên BKEL trên cái trang môn học của mình. Thì nó sẽ nằm ở đây ha. Rồi. Nó sẽ nằm ở trên cái trang môn học chính của tụi em á. Thì cái slide bài giảng và cái video của cái buổi học hôm đó cũng sẽ được up lên cái chỗ này. Rồi, ngoài ra thì tụi em có thể tham khảo ở trong cái phần video ha. Trong phần video thì như đã nói ha, thì đây là những cái video và những cái slide của cái khóa trước. Ok, thì tụi em cũng có thể tham khảo thêm ở trong cái phần này. Rồi, nhưng mà chú ý là trong đây thì slide có thể là cái slide version cũ, và cái video thì nó sẽ trình bày ở trên cái slide version cũ đó, cho nên là nó sẽ thiếu sót một số một vài kiến thức so với lại cái slide mới nha. Ok, tụi em còn câu hỏi gì nữa không ha? Rồi vậy nếu không thì chúng ta sẽ đi vào tiếp cái phần bài hôm nay nha. Rồi thì phần đầu tiên ha, của cái môn học này đó là chúng ta sẽ giới thiệu tổng quan ha, về internet và web. Thì trước khi mà chúng ta lập trình một cái
lập trình một cái ứng dụng web hay là một website á, thì chúng ta cần phải hiểu một số những cái về lịch sử của nó, ví dụ như internet và cái web này nó ra đời như thế nào, cái xu thế phát triển của nó từ trước tới giờ nó như thế nào ha. Rồi và một số những cái khái niệm liên quan trong cái môn lập trình web này tụi em cần phải nắm trước để sau này mình đọc tài liệu mình dễ hiểu hơn. Thì đầu tiên đó là nói về internet. Thì internet thì chắc chắn là tụi em đã biết rồi, trong học cái môn mạng máy tính thì đã có giới thiệu về lịch sử của internet rồi. Ok, thì ở đây mình chỉ nhắc lại thôi. Rồi thì internet thì nó được bắt đầu vào những năm 1960 ha. Rồi thì cái giao thức chính để mà giao tiếp ở trong cho những cái máy gọi là TCP/IP, thì cái này tụi em đã biết rồi. TCP/IP viết tắt của từ Transmission Control Protocol và Internet Protocol ha. Rồi thì trước khi mà có cái web ra đời á, có nghĩa là trước khi mà những cái website nó ra đời á, thì lúc đó là internet nó đã tồn tại, có nghĩa là đây là internet nó ra đời trước web. Ok, có nghĩa là có internet rồi, rồi sau đó người ta mới tạo ra web ha. Rồi thì trước khi mà có web ra đời á, rồi trước khi mà có web ra đời á, thì để mà truy xuất những cái resource ở trong cái mạng internet á, thì người ta sẽ sử dụng những cái công cụ dạng command line, như là những công cụ như là FTP. Đây là cái chương trình nổi tiếng mà chắc ai cũng biết ha. Thì trước khi mà có web ra đời á, thì người ta sử dụng những cái công cụ như là FTP ha, để mà người ta đọc những cái file trên những cái máy tính ở trong mạng internet, có nghĩa là những cái file chia sẻ trong trong mạng internet á. Rồi thì cái việc sử dụng những cái công cụ command line như là FTP này á, thì nó rất là phiền phức. Phiền phức đó là khi mà chúng ta muốn đọc một cái tài liệu á, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái chương trình FTP ha, chúng ta sử dụng command line ha, chúng ta kết nối vào host, rồi chúng ta sẽ nhập password, rồi sau đó chúng ta sẽ truy xuất vào trong cái file, chúng ta tải cái file về ha, và sau đó chúng ta mới đọc được ở trên cái máy của mình. Được không? Rồi thì khi mà sử dụng những cái công cụ dạng command line này á, thì các em sẽ thấy á, nó sẽ có những cái nhược điểm, là thứ nhất là nó sẽ không có những cái liên kết, có nghĩa là những cái tài liệu á, thì nó không có được liên kết với nhau. Có nghĩa là những cái file á, những cái tài liệu hay là những cái file á, nó nằm ở trên cái máy tính ở xa đó, thì nó sẽ không không có được liên kết lại với nhau ha. Rồi có nghĩa là khi mình truy xuất vô cái host á, thì mình sẽ thấy danh sách những cái file đó, rồi sau đó mình sẽ mình muốn đọc nội dung cái file nào thì mình sẽ tải cái file đó về ha, để mình đọc. Rồi thì như vậy á, thì nó sẽ khó khăn trong cái việc là chúng ta tiếp cận cái thông tin, và chúng ta cần phải biết chính xác cái thông tin đó nó nằm ở trong cái file nào, có nghĩa là mình muốn đọc một cái file A nào đó ha, thì mình sẽ phải biết chính xác cái đường dẫn của cái file đó để mình truy xuất vào sử dụng những công cụ command line như thế này. Rồi thì tới năm 1989 á, thì cái ông Tim Berners-Lee này á, thì ông đề xuất ra một cái cách để mà tổ chức thông tin, và trong đó sử dụng những cái hyperlink hay là những cái liên kết. Có nghĩa là đây ông này á, ông đề xuất ra một cái cách để mà tổ chức lại cái thông tin ở trong mạng ha, sử dụng những hyperlink, có nghĩa là khi mà người dùng người ta đọc một cái tài liệu thì trong cái tài liệu đó nó sẽ có chứa những cái liên kết tới những cái tài liệu khác. Rồi thì tới năm 1990 á, thì ông này ông phát triển một cái phát triển một cái trình duyệt web đầu tiên và gọi nó là World Wide Web. Và năm 1991 á, thì cái web server đầu tiên nó ra đời ha. Rồi thì đây là những cột mốc thời gian mà rồi thì khi mà web ra đời á, thì bắt đầu nó bùng nổ, nó bùng nổ và nó phát triển lên rất là kinh khủng. Cho tới ngày nay thì tụi em thấy là web của mình nó đã phát triển rất là nhiều, ok, rất là nhiều ha. Thì World Wide Web á, thì nó là cái cách thức ra đời đầu tiên ha, để mà liên kết ha, những cái document này với nhau. Rồi thì khi mà
ra đời á, thì cái web á, nó đã phát triển qua những cái giai đoạn. Thứ nhất đó là đầu tiên đó là những cái website đầu tiên á, thì nó sẽ chứa những cái hình ảnh và video nè, rồi hình ảnh video và những cái thông tin tỉnh. Rồi sau tiếp theo đó thì người ta phát triển những cái dịch vụ cho con người sử dụng, ví dụ như là những cái hệ thống game, hệ thống question answer, rồi những cái hệ thống đọc tin tức. Ok, rồi sau đó tiếp theo đó, đó là sự phát triển lên những cái trang như là wiki, wiki, những hệ thống như là wiki, forum, hay là social networking, hay là blog, thì đây là những cái ứng dụng web mà trong đó cái người dùng có thể là họ sẽ tạo thông tin, họ có khả năng tạo được thông tin ở trong đó. Rồi và tiếp theo nữa đó là cái sự phát triển thành những cái gọi là service, có nghĩa là những cái ứng dụng web bây giờ thì nó có khả năng là nó đưa ra những cái service. Ví dụ như là chúng ta muốn sử dụng một cái máy tính có CPU là bao nhiêu đó, CPU là bao nhiêu core đó, rồi RAM là bao nhiêu core đó, thì chúng ta có thể là đăng ký ở một cái ứng dụng web nào đó, đăng ký ở một cái website nào đó để mà chúng ta truy xuất vào, chúng ta sử dụng. Rồi hoặc là những cái dịch vụ như là cho phép mình truy xuất thông tin gì đó chẳng hạn ha, thì đây là cái lịch sử phát triển của web ha. Thì từ lúc mà nó mới ra đời ha, tới bây giờ thì nó đã phát triển ra qua rất là nhiều giai đoạn ha, và với mỗi giai đoạn như thế này á, thì tụi em thấy là những cái ứng dụng web thì càng ngày nó sẽ càng phức tạp hơn. Rồi có nghĩa là đầu tiên lúc mới ra đời nó chỉ có những cái thông tin tỉnh thôi, là một cái website trong đó có một số những cái trang có những cái thông tin tỉnh. Ok, rồi sau đó người ta phát triển ra thành những cái hệ thống. Rồi ví dụ như là giờ tụi em vào cái trang, vào những cái trang mạng xã hội như là Facebook chẳng hạn, thì tụi em sẽ thấy là trong cái website Facebook đó thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin trong đó, và nó cho phép mình tương tác rồi này nọ vân vân, tạo dữ liệu ở trong đó. Rồi thì cái nội dung của cái những cái trang web thì đầu tiên đó là những cái nội dung tỉnh. Nội dung tỉnh có nghĩa là cái người chủ của website người ta tạo ra những cái trang web và có nội dung tỉnh thôi, có nghĩa là người dùng người ta vào trong cái trang web đó người ta chỉ đọc thông tin thôi, người ta không có tương tác gì được hết. Rồi tiếp theo đó là người ta phát triển ra những cái ứng dụng web mà có cái nội dung động, nội dung động sử dụng cái cơ sở dữ liệu ở phía server để mà lưu trữ cái nội dung. Ví dụ như trong những cái trang forum, trong những cái trang wiki, tụi em thấy là nó sẽ có những cái cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung trong đó. Thì khi mà một cái người dùng người ta tạo cái nội dung thì cái nội dung đó nó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và nó sẽ cung cấp cho những cái người dùng khác. Rồi tiếp theo đó là cái nội dung được cập nhật real time. Cập nhật real time nghĩa là cập nhật thời gian thực, ví dụ như trong những cái trang mạng xã hội tụi em đang sử dụng hiện tại đó, ví dụ như trong Facebook, TikTok gì đó ha, thì cái nội dung của nó thì nó được cập nhật real time, có nghĩa là khi mà có một cái người nào đó người ta nhắn tin cho tụi em trên Facebook đi chẳng hạn, thì cái tin nhắn đó tự động nó sẽ xuất hiện trên cái trang Facebook của mình. Rồi rồi và cập nhật theo dạng theo cái thời gian thực luôn ha, có nghĩa là bên kia vừa mới nhắn thì bên đây chúng ta sẽ nhận được liền ha. Rồi rồi hoặc là nội dung đến từ nhiều cái nguồn khác nhau, đến từ nhiều nguồn khác nhau ha, và được tổng hợp trên một cái trang. Rồi ví dụ như là tụi em có những cái trang cho phép mình so sánh giá cả, ví dụ như tụi em search một cái món hàng đi chẳng hạn. Thì có một số những cái trang họ cung cấp cái dịch vụ đó là họ tổng hợp tất cả những cái thông tin về cái món hàng dựa trên cái keyword mà tụi em đã nhập vô ha, và người ta sẽ hiển thị ra tất cả những cái thông tin về cái món hàng đó, ví dụ như là những cái review về cái món hàng, rồi những cái trang web mà bán cái món hàng đó là cái trang nào, giá cả là bao nhiêu vân vân. Thì đó là những cái nội dung được thu thập từ nhiều cái nguồn khác nhau và tổng hợp trên một cái trang. Rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn, là
cái giá của cái món hàng đó là nó sẽ nằm ở trong cái khoảng nào ha. Rồi rồi vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái vấn đề đó là cái web nó hoạt động như thế nào, một cái ứng dụng web nó hoạt động như thế nào. Thì ứng dụng web đó thì nó hoạt động theo cái mô hình client server. Rồi thì mô hình client server này á, thì chắc là tụi em đã có nghe về cái thuật ngữ này ở trong cái môn mạng máy tính rồi ha. Thì cái mô hình client server của mình đó thì nó sẽ có ba thành phần ha, ba thành phần. Cái thành phần thứ nhất là client, thành phần thứ hai đó là server, và thành phần thứ ba đó là cái mạng giao tiếp giữa client và server. Đúng không? Thì đối với lại web á, thì cái mạng giao tiếp giữa client và server á, thì thường nó sẽ là mạng internet. Rồi thì client và server á, thì nó hoạt động trên những cái máy tính, trên những cái máy tính khác nhau nha, và chia sẻ thông tin ha, hay là tương tác với nhau thông qua một cái network. Rồi thì trong cái mô hình client server á, thì server nó sẽ chờ cái request từ client, server sẽ chờ request từ client. Ok, thì đây là đặc điểm của cái mô hình client server ha. Rồi có nghĩa là server đó thì nó sẽ luôn ở cái tình trạng đó là luôn chạy ha, và nó sẽ chờ cái request đến từ client. Rồi thì server khi mà nó nhận request từ client đó thì nó sẽ tiến hành nó xử lý ha, và nó sẽ trả kết quả về cho client. Rồi thì đối với lại server đó thì chúng ta sẽ có những cái ứng dụng khác nhau đó, thì cái server nó sẽ được gọi với những cái tên khác nhau. Ví dụ như là đối với lại cái ứng dụng server file á, FTP á, thì mình sẽ có file server nè. Đối với ứng dụng web thì chúng ta sẽ có web server ha, hoặc là đối với ứng dụng phân giải tên miền á, thì chúng ta sẽ có name server. Rồi thì còn đối với lại client thì cũng tùy theo cái là ứng dụng mà client của mình đó, thì mình sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là đối với lại ứng dụng web á, thì client á, thì nó là trình duyệt web, là browser ha. Còn đối với lại ứng dụng email thì client đó chính là email client. Rồi thì ví dụ như là trình duyệt web thì chắc là ai cũng biết rồi ví dụ như email client, ví dụ như trong cái máy tính của tụi em á, thì nó sẽ có mặc định cái chương trình Outlook. Ví dụ như mình sử dụng cái hệ điều hành Windows á, thì chúng ta có mặc định cái chương trình Outlook, thì Outlook đó chính là cái email client. Email client đó là cái chương trình cho phép chúng ta soạn và gửi email. Rồi rồi thì đây là cái mô hình hoạt động của cái ứng dụng web của mình ha. Thì cái này á, thì nó rất là quen thuộc với mình rồi. Ok, thì ứng dụng web á, như mình nói nãy á, thì nó sẽ có browser ha, đây là web server. Rồi thì khi mà người dùng á, mà người dùng mà sử dụng một cái ứng dụng web á, thì người ta sẽ mở một cái chương trình là trình duyệt web hay là browser ha. Rồi client lúc này á, thì ví dụ như là người dùng mở trình duyệt web và họ gõ vô cái địa chỉ mà của trang web mà họ muốn tới ha. Ví dụ như là người dùng gõ vô cái địa chỉ đó là google.com chẳng hạn, thì cái chương trình client hay là browser nó sẽ gửi một cái request tới cái web server tương ứng, tới web server tương ứng. Rồi web server nó sẽ xử lý cái request, có nghĩa là xử lý dựa trên những cái thông tin nằm trong cái request đó và trả cái kết quả, hay là mình gọi là server response. Thì lúc này á, thì cái chương trình browser này á, cái trình duyệt web á, nó sẽ nhận cái response từ server và nó sẽ hiển thị cái thông tin của cái response đó ra trên màn hình để người dùng xem ha. Rồi thì đây là cái mô hình hoạt động của cái ứng dụng web. Rồi thì chúng ta nói qua một cái khái niệm đó là URL. URL ha, thì URL á, thì nó là viết tắt của từ Uniform Resource Locator. Rồi thì cái thuật ngữ URL này á, thì chắc chắn là tụi em cũng đã nghe qua rất là nhiều rồi ha. Thì cái cấu trúc của một cái URL á, thì nó sẽ bao gồm cái thành phần thứ nhất đó là thành phần schema, thành phần schema hay là cái protocol. Thì trong ứng dụng web đó, thì mình thường sử dụng hai cái protocol đó là HTTP và HTTPS. Trong đó cái HTTPS đó, thì nó sẽ là cái protocol nó có bảo mật.
có nghĩa là HTTP kết hợp với lại SSL hay là TLS, thì nó sẽ ra HTTPS. Rồi, sau cái thành phần scheme này thì nó sẽ có cái dấu hai chấm xuyệt xuyệt. Ok, cái này thì nó khá quen thuộc ha. Rồi tiếp theo đó là server domain name. Cái thành phần server domain name này thì nó là cái domain name hay là cái sub domain name của cái trang web đó. Rồi là tới cái dấu xuyệt, còn cái phần đằng sau này á, cái phần sau cái dấu xuyệt này á thì nó sẽ là path name, có nghĩa là cái đường dẫn của cái resource mà chúng ta muốn truy xuất. Rồi thì đây là ví dụ của một cái URL. Rồi em nhìn ở đây tụi em sẽ thấy một cái ví dụ của cái URL ha. Thì HTTP này thì đây là cái thành phần scheme như mình đã đề cập á, thì nó là cái protocol ha, protocol hay là cái giao thức ha, giao thức. Rồi cái phần này á, www.cse.hcmut.edu.vn này á, thì đây được gọi là cái server domain name. Thì như đã nói server domain name thì nó sẽ có thể là một cái domain hay là một cái subdomain nào đó. Ok, thì ba cái chữ W này thì nó là viết tắt của từ World Wide Web. World Wide Web ha. Rồi thì tiếp theo đó là dấu xuyệt và cái phần đằng sau này, tất cả cái phần đằng sau này á, size xuyệt, v xuyệt, category này á thì nó gọi là path name. Đó là cái đường dẫn của cái file trên cái server này ha. Rồi thì ở đây tụi em có một cái chú ý ở đây, có một cái chú ý ở đây ở cái thành phần server domain name này á. Rồi thì đây mình chú ý một số những cái thuật ngữ ở đây ha, ví dụ như là VN. VN này thì người ta sẽ gọi nó là top level domain, top level domain ha, hay là viết tắt của từ là TLD. Rồi ví dụ như là cơm nè, net nè ha, org ha, bis, vn, us gì đó ha, thì nó gọi là top level domain. Không, top level domain ha, hay là viết tắt của nó là từ TLD ha. Là top level domain ha, em chú ý ha. Rồi còn edu.vn ha thì nó sẽ được gọi là domain name. Hay gọi là tên miền ha. Được không? Rồi edu.vn ha được gọi là domain name. Rồi còn nếu mà có thêm một cái thành phần ngang trước nữa chấm này thì mình sẽ gọi chung cái này đó là subdomain name. Subdomain ha. Rồi có nghĩa là nguyên cái thành phần www.cd.hcmut.edu.vn này thì nó người ta gọi nó là subdomain. Được không? Edu.vn nó thì được gọi là domain ha, và vn thì nó được gọi là top level domain. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta giới thiệu về trình duyệt web. Rồi trình duyệt web thì đây là cái chương trình có thể là truy xuất những cái file từ web và render những cái thông tin ở trên cái màn hình trình duyệt cho người dùng người ta xem. Rồi thì trình duyệt web thì chắc chắn là ai cũng đã có xài qua rồi ha. Thì mình có một số những cái trình duyệt web nổi tiếng như là Chrome này ha, rồi Firefox, Opera, Safari gì đó vân vân. Thì ở đây là danh sách những cái trình duyệt web phổ biến năm 2021. Thì cái thị phần của Chrome thì nó đang chiếm cái thị phần lớn nhất đó là 64,06%. Đây là cái kết quả đánh giá được lấy từ cái trang StatCounter.com ha. Rồi tiếp theo đó là Safari chiếm 19,22%. Rồi Microsoft Edge thì nó chiếm cái thị phần là 4,19%, Firefox thì nó là 3,91%. Rồi Samsung Internet đây là cái trình duyệt web trên di động, trên cái hệ điều hành Android của Samsung á, thì nó chiếm 2,8%, và Opera thì nó chiếm 2,34%. Rồi thì trình duyệt web thì như em thấy là chúng ta sẽ có nhiều loại trình duyệt web khác nhau, và cái điều này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc đó là khi mà chúng ta viết cái ứng dụng web, cho nên là chúng ta cần phải biết được một số những cái trình duyệt web cơ bản này. Ok ha.
Rồi nếu như mà trên máy tính của em nào á, mà mình có điều kiện á, thì mình có thể cài đặt những cái trình duyệt web khác nhau á, để mình sau này á, mình thực hành cho nó dễ nha. Rồi thì một cái khó của cái việc lập trình web á, đó là ở đây các em thấy á, là chúng ta sẽ có nhiều cái loại trình duyệt web khác nhau, và tất nhiên là những cái chương trình trình duyệt web khác nhau á, thì nó sẽ khác nhau á, nó sẽ không có giống nhau. Được không? Nó sẽ khác nhau ha, nó sẽ có những cái phần giống nhau ha, và nó cũng sẽ có những cái phần nó khác nhau. Ok, cho nên là khi mà mình viết ra một cái ứng dụng web á, thì mình phải đảm bảo được là nó chạy được trên nhiều cái loại trình duyệt web khác nhau. Được không? Ví dụ như là nếu mà trang web của mình á, mà mình viết ra mà nó chỉ chạy trên Chrome á, nó không chạy trên Safari á, thì rõ ràng á, là mình sẽ đánh mất cái người dùng mà người ta sử dụng trình duyệt web Safari. Cho nên đó là khi mà viết một cái ứng dụng web đó, thì chúng ta sẽ phải kiểm thử nó ha, trên nhiều cái loại trình duyệt web khác nhau trước khi mà chúng ta đưa ra cho người dùng ha. Rồi thì đó là cũng là một cái khó của việc viết ứng dụng web rồi rồi tiếp theo đó là về web server web server ha, web server đó thì nó sẽ là cái ứng dụng mà nó chờ kết nối đến từ client. Và sau đó xử lý kết quả và trả cái request, trả trả cái phản hồi về cho client. Rồi có nghĩa là ở đây web server thì đơn giản nó là một cái chương trình nó listen ở cái port 80, là giao thức một port mặc định của HTTP ha, hoặc là cái port 443 là port mặc định của HTTPS. Ok, và nó sẽ nhận cái request và sau đó nó sẽ chuyển cái request đó cho một cái chương trình nào đó ở trên web server hỗ trợ nó xử lý và nó sẽ trả kết quả về cho client. Rồi thì ở đây chúng ta có một số những cái chương trình web server nổi tiếng. Ok, và đây là cũng có cái thị phần của nó trên thị trường hiện tại ha. Rồi thì mình có một số những cái chương trình web server như là Nginx nè ha, Apache nè ha, Lightspeed là IIS nè, rồi OpenRT vân vân ha, thì đây là những cái chương trình web server khá là nổi tiếng mà tụi em có thể sử dụng. Rồi, có nghĩa là trong cái ứng dụng web á, thì web server á, thì người ta đã có viết sẵn những cái chương trình rồi. Ok, mình có thể tận dụng những cái chương trình này ha, để mà mình hiện thực cái web server ha, chứ không cần nhất thiết là mình phải tự viết một cái chương trình listen ở port 80 rồi nhận request rồi rồi trả kết quả ha, giống như trong cái mạng máy tính nữa. Ok, có nghĩa là đây là trong web á, thì người ta đã có những cái chương trình web server người ta đã thiết kế sẵn rồi. Ok, và chúng ta chỉ cần cài đặt nó lên trên cái server ha, để chúng ta biến nó thành web server, và sau đó chúng ta sẽ viết cái chương trình để xử lý logic trong cái ứng dụng của mình thôi. Thì những cái chương trình web server này thì tới cái phần thực hành thì mình sẽ giới thiệu ha. Rồi thì trong cái môn học này thì chúng ta sử dụng cái chương trình Apache rồi. Còn nếu như mà các em có quan tâm thì các em cũng có thể sử dụng những cái chương trình trong cái danh sách này ha. Đây là những chương trình chiếm thị phần lớn chiếm thị phần lớn, có nghĩa là trong những cái web server đó thì người ta thống kê lại người ta thấy là những web server là hay sử dụng những cái chương trình này để mà hiện thực ha. Rồi rồi thì cái chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta lướt chuột vào một cái hyperlink hay là một cái liên kết? Rồi có nghĩa là khi mà tụi em vào trong một cái trang web nào đó, rồi sau đó tụi em lướt chuột lên trên một cái liên kết, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Khi mà chúng ta lướt chuột lên trên một cái liên kết á, thì lúc này cái trình duyệt web á, thì nó sẽ xác định cái URL nằm ở bên dưới cái liên kết đó, nằm bên dưới cái liên kết đó, và nó sẽ tiến hành nó extract ra cái domain name, nó extract ra cái domain name từ cái URL đó. Rồi thì sau khi mà có domain name á, thì trình duyệt web á, nó sẽ sử dụng một cái name server ha, để mà phân giải cái domain name đó ra thành cái địa chỉ IP. Rồi phân giải thành địa chỉ IP ha. Ví dụ như là người dùng ha, khi mà người ta vào trong người ta mở trên web ha, người ta gõ vô cái đường dẫn cái URL đó là http://google.com chẳng hạn ha. Rồi
Rồi sau đó thì cái trình duyệt web á, thì nó sẽ lấy cái phần domain đó là google.com á, và nó sẽ sử dụng name server để mà nó phân giải cái domain google.com đó thành cái địa chỉ IP tương ứng à. Rồi thành địa chỉ IP tương ứng. Rồi sau đó cái trình duyệt web á, nó sẽ tiến hành nó tạo một cái cầu nối TCP à, kết nối tới cái port 80 tương ứng với lại giao thức HTTP, hay là port 443 tương ứng với lại giao thức HTTPS à, và sau đó nó sẽ gửi cái request à đến cái máy chủ ha, có cái địa chỉ IP đó. Rồi thì server á, cái ở phía server á thì khi mà nhận được phản hồi á thì nó sẽ tiến hành nó xử lý và nó sẽ trả về cái kết quả kết quả ha, và nó sẽ đóng cái kết nối kết quả đó là một cái file hay là một cái tài liệu ha, tài liệu ha, được viết bằng ngôn ngữ HTML được không? Cái kết quả phản hồi từ server đó thì nó sẽ là một cái tài liệu HTML ha. Rồi và sau khi mà phản hồi thành công đó thì cái server nó sẽ đóng kết nối đó, đóng kết nối TCP lại ha. Và lúc này á, khi mà client nó nhận được cái phản hồi từ server đó, thì nó sẽ hiển thị cái document đó ra trên màn hình cho người sử dụng. Rồi có nghĩa là đây là các cái bước mà khi mà chúng ta lướt chuột trên trên một cái liên kết ha, thì cái trình duyệt web của mình đó, nó sẽ thông qua những cái bước này ha. Rồi thì giao thức HTTP á, thì nó là cái giao thức stateless à. Rồi thì ở đây chúng ta chú ý cái giao thức stateless. Stateless có nghĩa là không có phân biệt trạng thái à, không phân biệt trạng thái ha. Rồi không phân biệt trạng thái nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà trình duyệt web á, hay là browser á tạo một cái kết nối đến server, tạo cái kết nối server nhận cái request ha, và tiến hành xử lý và trả cái phản hồi ha, thì sau khi mà trả phản hồi xong á, thì server nó sẽ đóng kết nối lại luôn ha, cho nên là người ta gọi cái giao thức HTTP này á, là giao thức dạng stateless ha, nghĩa là không phân biệt trạng thái, có nghĩa là đây là cái quá trình khi mà người dùng người ta lướt chuột lên trên một cái liên kết à, không nghĩa là em thấy là ở cuối cùng ở đây á, là server lúc này sau khi mà phản hồi thành công rồi á, thì nó sẽ đóng kết nối lại luôn. Rồi ví dụ như khi sau đó tiếp theo sau đó nữa ha, người dùng người ta bấm lít chuột lên một cái liên kết khác ở trong trang web thì cái quá trình này nó sẽ lại diễn ra lúc đó thì cái trình duyệt web nó lại tiến hành nó là làm theo những cái bước này từ đầu ha. Rồi và cái request thứ hai á, với lại cái request thứ nhất hồi nãy á, thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau ha. Rồi, cho nên là người ta gọi cái giao thức HTTP là giao thức dạng stateless. Rồi chúng ta có cái khái niệm là cookie. Cookie thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng để nói về cái cookie này. Ok, nhưng mà ở đây mình cũng đưa ra cái kiến thức để mà tụi em tìm hiểu trước. Thì cookie thì nó là một cái phần thông tin nhỏ ha. Rồi nó là một phần thông tin nhỏ được lưu trữ ở dưới trình duyệt web của người dùng. Thì cái phần thông tin này á, thì nó được dùng để mà xác định người dùng xác định người dùng ha. Rồi thì có nghĩa là khi mà tụi em vào trong những cái trang web á, thì cái trang web đó nó có thể là lưu trữ cái thông tin trên cái máy của mình trong cái trình duyệt web của mình để mà nó tiến hành nó xác định cái nó xác định mình là ai ha. Rồi thì trong cái trình duyệt web á, thì nó sẽ có một cái bộ nhớ rất là nhỏ, bộ nhớ nhỏ ha, của cả khoảng 4 KB ha, để mà nó lưu trữ cookie ha, cho những cái ứng dụng web Rồi chúng ta giới thiệu qua W3C W3C ha, hay là viết tắt của từ World Wide Web Consortium. Thì W3C thì đây là một cái tổ chức toàn cầu ha, và người ta có những cái nhân viên làm việc full time ha, và cái rồi để phát triển một cái chuẩn của web như các em đã thấy thì trong web á, trong ứng dụng web như mình nói nãy giờ thì ở cái phần client á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái trình duyệt web khác nhau, có nghĩa là người dùng người ta có thể là sử dụng nhiều cái trình duyệt web khác nhau để mà vào một cái website nào đó. Rồi và những cái trình duyệt web khác nhau á, thì nó sẽ khác nhau cho nên nó là
người ta muốn, thế giới người ta muốn, đó là đưa ra những cái chuẩn chung cho web. Có nghĩa là khi mà người lập trình viên chỉ cần viết cái mã, đúng cái mã đó, thì nó sẽ có thể là hoạt động trên nhiều cái loại trình duyệt web khác nhau, hoạt động giống nhau trên nhiều loại trình duyệt web khác nhau ha. Cho nên nó là nhiệm vụ của cái W3C này nó ra đời là nó để phát triển những cái chuẩn của web, phát triển những cái chuẩn chung của web. Rồi rồi thì về cái tổ chức W3C thì tụi em có thể tham khảo ở cái trang w3.org. Rồi thì phần tiếp theo thì chúng ta nói về cái vòng đời phát triển của một cái ứng dụng web. Vòng đời phát triển thì vòng đời phát triển của cái ứng dụng web thì chúng ta sẽ có qua một số những cái phase như thế này. Một số những cái giai đoạn ha. Thì cái giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn planning. Planning ha, thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị để mà chúng ta lên kế hoạch để mà tạo ra một cái ứng dụng web hay là tạo ra một website thì chúng ta cần phải trả lời cho một số những câu hỏi Thứ nhất đó là cái mục đích của website chúng ta muốn làm đó là gì ha. Rồi ai sẽ là người sử dụng cái website này. Ok ha. Rồi một số những câu hỏi khác như là người sử dụng sẽ sử dụng tính toán như thế nào, có nghĩa là website này nó cung cấp được những cái tính năng gì cho người dùng. Rồi những cái thông tin ở trên website thì ai là người sở hữu. Rồi ai là người cho phép đăng những cái thông tin ở trên website đó chẳng hạn. Có nghĩa là ở đây là cái giai đoạn planning đó, thì chúng ta sẽ vạch ra một số những cái, chúng ta trả lời một số những câu hỏi khi mà chúng ta muốn tạo ra cái gì rồi những cái thông tin ở trên cái website đó nó sẽ cung cấp cho người dùng như thế nào vân vân ha. Thì đó là giai đoạn planning. Rồi giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn phân tích. Giai đoạn phân tích thì chúng ta sẽ đề ra có nghĩa là đối với tương ứng với lại những cái yêu cầu như là chúng ta đã đề xuất ở cái bước trước thì chúng ta sẽ vạch ra cái mục tiêu đó là cái website của mình xây dựng cần phải có những cái tính năng gì và nó cần có những cái thông tin gì, trình bày những cái thông tin gì vân vân ha. Rồi tiếp theo đó là cái giai đoạn thứ ba đó là chúng ta thiết kế và chúng ta phát triển. Phát triển thiết kế và phát triển ha. Thì ở đây là chúng ta sẽ bao gồm đó là thiết kế giao diện nè, rồi chúng ta phát triển những cái tính năng cho trang web hay là cho website. Thì thiết kế giao diện ví dụ như là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi đó là những cái thông tin ở trên cái website đó nó sẽ được trình bày như thế nào ha, rồi những cái tính năng thì nó sẽ hoạt động như thế nào, input là gì, output là gì vân vân. Thì chúng ta sẽ thiết kế giao diện và lập trình những cái tính năng cho cái website đó. Rồi tiếp theo đó là cái giai đoạn testing. Testing thì chúng ta sẽ kiểm thử tất cả những cái tính năng cũng như là giao diện trên cái website mình đã xây dựng. Rồi có nghĩa là cái mình sẽ xem xét, mình trả lời những câu hỏi như là cái nội dung của website này nó có chính xác hay không so với lại cái thiết kế hay không, có đúng so với thiết kế hay không, rồi những cái chức năng ở trên website nó có đúng trong trong cái thiết kế hay không ha? Rồi cái cách người dùng người ta chạy vào trong cái trang web người ta sử dụng nó có dễ hay là không vân vân. Rồi thì sau cái giai đoạn testing này thì chúng ta sẽ public cái trang web, có nghĩa là chúng ta bắt đầu cung cấp cái dịch vụ cái website của mình cho mọi người ha. Thì tiếp theo đó là cái giai đoạn implementation và maintenance. Rồi implementation và maintenance có nghĩa là chúng ta sẽ trả lời cho những cái câu hỏi như là cái website này được public như thế nào ha? Chúng ta cần có những cái phần mềm gì chúng ta cài đặt rồi để chúng ta publish nó ha. Rồi nội dung của website này nó được cập nhật như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm cập nhật cho những cái nội dung đó, rồi ai là người chịu trách nhiệm để mà backup hàng ngày, hàng tháng, hàng năm vân vân, có nghĩa là backup dữ liệu, sao lưu dữ liệu đó. Ok, thì đây là cái giai đoạn implementation và maintenance. Thì cái vòng đời phát triển của một cái ứng dụng web thì nó sẽ thông qua những cái phase này, thông qua những cái giai đoạn này ha. Yeah.
Rồi, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề trong cái việc thiết kế website ha, cũng là những cái vấn đề trong cái môn lập trình web này. Rồi, thì chúng ta sử dụng những cái ngôn ngữ khác nhau ha, như là trong cái ứng dụng web thì các em thấy là chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau. OK, chúng ta sẽ sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, tại vì ứng dụng web thì nó sẽ hoạt động theo cái mô hình là client server ha. Thì ở phía client thì chúng ta sẽ có cái trình duyệt web, rồi cho nên là để mà thiết kế những cái trang web để chạy được trên những trình duyệt web khác nhau thì nó là một cái vấn đề như là chúng ta đã nói hồi nãy, đó là những trình duyệt web khác nhau thì nó cũng sẽ có sự khác nhau, nó sẽ không có giống nhau hoàn toàn 100%, mà nó sẽ có những cái sự khác nhau. Thì khi mà chúng ta thiết kế ra một cái giao diện của một cái trang web chẳng hạn, hoặc là chúng ta thiết kế cái tính năng nào đó trong trang web thì chúng ta sẽ đảm bảo được, phải đảm bảo là cái tính năng hay là cái giao diện nó hoạt động giống nhau trên những cái trình duyệt web khác nhau. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng hơi rất là khó đối với lại cái việc phát triển cái website ha. Rồi, có nghĩa là chúng ta cần phải chú ý về cái trình duyệt web nè, và cả cái hệ điều hành, cả hệ điều hành ha. Rồi, rồi ví dụ như trình duyệt web Chrome ha, thì trên Windows với lại trên Linux thì nó có thể là hơi khác nhau chút xíu chứ nó không có giống nhau. Hoặc là trình duyệt Chrome ở trên cái desktop với lại trên mobile thì nó sẽ cũng sẽ có sự khác nhau ha. Rồi, rồi chúng ta sẽ chú ý tới những cái vấn đề như là bandwidth ha và cache. Rồi thì đối với lại cái vấn đề này thì cái ứng dụng web của mình thì nó hoạt động ở trong mạng internet cho nên là nó cần phải có kết nối mạng internet để mà có thể hoạt động được. OK, thì cho nên là bandwidth và cache thì nó cũng là một cái vấn đề ở đây. Rồi, display resolution thì website của mình thì hiện tại trên thị trường của mình thì mình sẽ có nhiều cái loại thiết bị khác nhau tương ứng với nó là những cái kích thước màn hình khác nhau. Ví dụ như chúng ta có những cái máy tính để bàn màn hình lớn, rồi chúng ta có laptop laptop màn hình nhỏ hơn, rồi chúng ta có máy tính bảng, rồi chúng ta có điện thoại di động vân. Thì mỗi cái loại thiết bị thì nó sẽ có cái độ phân giải khác nhau cũng như là cái kích thước màn hình nó khác nhau. Rồi cho nên là khi mà chúng ta là thiết kế ra những cái trang web thì chúng ta cần phải lưu ý tới những cái vấn đề này. Có nghĩa là người dùng khi mà người ta vào cái trang web mà sử dụng cái thiết bị trên điện thoại di động và khi mà người dùng người ta vào trang web sử dụng cái laptop chẳng hạn thì đó là hai cái thiết bị có cái màn hình khác nhau thì lúc này chúng ta sẽ hiển thị cái nội dung của website như thế nào. Rồi, chúng ta cần phải quan tâm tới look and feel ha, có nghĩa là trải nghiệm của người dùng ở trên cái trang web. OK ha. Trang web mình phải thiết kế sao cho nó dễ sử dụng ha, dễ sử dụng đối với người dùng, người ta lít chuột vô là người ta sẽ thấy được cái thông tin liền ha. Rồi, rồi những cái theme theme của cái website, rồi phông chữ ha, graphic color vân vân. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta thiết kế một cái website. Rồi presentation asset, rồi page layout, linking, đó locating information gì đó ha, rồi thiết kế hướng tới người dùng hay là gọi là user centric. Thì thiết kế hướng tới người dùng này thì đây là chúng ta sẽ thiết kế những cái website mà nó phục vụ cho người dùng phục vụ tốt cho người dùng có nghĩa là người dùng thì người ta có thể là tận dụng người ta nhìn thấy và người ta có thể là nghĩa là dễ dàng sử dụng đối với người dùng, có nghĩa là chúng ta hướng về người dùng ha. Rồi sitemap vân vân ha, đây đây là một số những cái vấn đề ha trong cái việc chúng ta thiết kế cái website. Rồi thì ở trong những cái bài sau thì chúng ta sẽ làm rõ những cái vấn đề này ha, chúng ta làm như thế nào ha. Rồi thì đó là xong cái phần giới thiệu. Thì phần nãy giờ không biết tụi em có thắc mắc gì không ha.
Rồi mình muốn hỏi tới những cái gì là miễn phí thì trong web á, trong khi mà chúng ta thiết kế, khi mà chúng ta là lập lập trình ra những cái ứng dụng web á, thì nó cũng sẽ có những cái phần miễn phí hoặc là có những cái phần có trả phí, nó tùy theo ha. Rồi nhưng mà đối với lại cái web á, thì khi mà chúng ta lập trình web á, thì cái phần miễn phí nó cũng khá là nhiều. Được không? Tùy theo ha. Có nghĩa là chúng ta có cái miễn phí và chúng ta cũng có cái phần trả phí. Nhưng mà trong môn học này thì tất nhiên là chúng ta nên sử dụng những cái miễn phí. Rồi còn khi mà đi làm á, thì chúng ta có thể là sử dụng những công ty có thể là sử dụng những cái mà có tính phí. Thì tất nhiên là có tính phí á, thì nó sẽ hoạt động nó tốt hơn. Rồi ví dụ như là những cái chương trình web server chẳng hạn ha, thì nó cũng sẽ có những cái phần miễn phí hoặc là có những phần tính phí. Ví dụ như ở đây ha, nó đơn giản một cái thôi đây. Rồi ví dụ như server này đó, tụi em thấy đây ha, ví dụ như là mình có những cái như là Apache thì nó là miễn phí nè ha. Ví dụ như Nginx thì nó có một cái phiên bản miễn phí và có một cái phiên bản trả phí. Nó có nghĩa là nó có một cái phiên bản, đối với lại Nginx á, thì nó có một cái phiên bản miễn phí và có một cái phiên bản cao cấp hơn, đó là phiên bản trả phí. Thì tất nhiên là trả phí thì nó sẽ có những cái tính năng nó cao cấp hơn. Thì cái này tụi em có thể tự tìm hiểu thêm. Rồi còn ví dụ như iOS này á, là cái chương trình ở trên Windows, trên Windows ha, thì tất nhiên á, là nó cũng là dạng thuộc dạng trả phí, có nghĩa là mình có trả phí cho cái iOS này á, thông qua cái bản quyền của Windows. Rồi còn trong lập trình á, trong lập trình thì chúng ta cũng sẽ có những cái thư viện, thì thư viện á, mà chúng ta sử dụng trong lập trình á, thì nó cũng có một phần miễn phí và cũng sẽ có cái phần có trả phí. Ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái giao diện chẳng hạn, giao diện trong một cái thư viện nào đó chẳng hạn ha, thì phần miễn phí thì tất nhiên là cái giao diện nó sẽ không có đẹp, còn phần trả phí thì giao diện nó sẽ đẹp hơn, ví dụ vậy, những cái thiết kế nó sẽ mượt hơn ha. Rồi vậy thôi, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút đi ha. Tới 8 giờ 5 mình quay lại nha.
Rồi chúng ta tiếp tục nha các em. Rồi à, phần tiếp theo chúng ta đi vào cái nội dung của chương số 1, à, đó là chương giới thiệu về ngôn ngữ HTML. Rồi, thì trong chương này á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu HTML á, nó là gì. À, một cái HTML file á, thì nó sẽ có chứa những cái thành phần gì trong đó ha, à, và cái cách thức hoạt động của nó như thế nào ha. Rồi thì HTML á, thì nó là viết tắt của từ Hypertext Markup Language. Ok, thì đây là một cái ngôn ngữ ngôn ngữ để dùng để định nghĩa siêu văn bản ha, sử dụng cái hình thức gọi là sử dụng những cái thẻ để mà đánh dấu. Rồi thì mình sẽ giải thích sơ về cái thuật ngữ này ha. Hypertext thì nó được mình dịch ra tiếng Việt đó là siêu văn bản. Siêu văn bản ha, thì siêu văn bản nó là gì? Siêu văn bản thì đó là những cái văn bản mà nó có liên kết với nhau, nó có chứa những cái liên kết với nhau, kèm theo đó là nó có thể chứa những cái format, nó có thể chứa những cái chữ in đậm, in nghiêng ở đó, hay là những cái hình ảnh, video, vân vân, thì mình gọi nó là hypertext. Và cái chính của cái siêu văn bản thì nó sẽ là cái văn bản mà có chứa liên kết tới những cái văn bản khác, thì người ta gọi nó là siêu văn bản. Được không? Thì ví dụ như là tài liệu Word của tụi em á, thì nó là một siêu văn bản, nó là một cái dạng siêu văn bản đó. Ok, còn thì ở đây là chúng ta sẽ học thêm một cái siêu văn bản nữa là được định nghĩa bằng cái ngôn ngữ HTML. Rồi markup đó là đánh dấu, đánh dấu, và ở đây là trong cái ngôn ngữ HTML đó, thì người ta sử dụng cái đánh dấu dạng thẻ. Language đó là ngôn ngữ đó ha. Rồi. Rồi có nghĩa là HTML á, thì nó là một cái ngôn ngữ ha, đánh dấu ha, dùng để tạo ra những cái siêu văn bản. Rồi rồi thế đây á, mình nói HTML á, thì nó chỉ là ngôn ngữ thôi, đây không phải là ngôn ngữ lập trình nha. Rồi có nghĩa là trong cái ngôn ngữ HTML này á, được dùng để định nghĩa ra những cái văn bản, ra định nghĩa ra những cái siêu văn bản ha, chứ nó không phải là ngôn ngữ lập trình. Điều đó có nghĩa là các em sẽ không có thể khai báo biến, không có thể khai báo những cái hàm ở trong cái ngôn ngữ HTML được ha. Nghĩa là ngôn ngữ HTML này là nó là ngôn ngữ được dùng để tạo ra những siêu văn bản thôi. Rồi thì trong một cái file HTML á, thì cái file HTML thì nó sẽ là một cái text file, và trong đó nó sẽ chứa những cái thẻ đánh dấu, những thẻ đánh dấu, và những cái thẻ đánh dấu này á, thì nó sẽ là những cái chỉ dẫn cho trình duyệt web biết cách để mà nó hiển thị cái trang web đó lên trên màn hình, hiển thị cái nội dung của cái trang đó lên trên màn hình. Được không? Rồi một cái file HTML á, thì nó sẽ có cái phần mở rộng đó là .htm hoặc là .html. Rồi thì chúng ta có thể tạo ra những cái file HTML bằng cách sử dụng những cái chương trình text editor. Ví dụ như trên Windows thì tụi em có thể sử dụng những cái chương trình như là Notepad nè ha, để mà tạo ra cái file HTML này ha. Và là trong lập trình đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ, những công cụ viết code đó, thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái file HTML. Thì sử dụng những công cụ chuyên về viết code, ví dụ như Notepad cộng cộng nè, hay là Sublime Text, hay là Visual Studio gì đó, thì tụi em sẽ tạo ra những cái file HTML này. Thì cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng những cái công cụ viết code á, thì đó là những cái từ khóa của cái ngôn ngữ HTML này á, nó sẽ được highlight lên, nó sẽ có cái màu khác ha, thì để chúng ta phân biệt cho nó dễ nha. Rồi rồi thì chúng ta nói về nói chút xíu về cái ngôn ngữ dạng đánh dấu, ngữ đánh dấu ha. Rồi thì ngôn ngữ đánh dấu thì nó là gì? Ví dụ như là chúng ta có một cái văn bản thông thường,
À, con một cái văn bản thông thường ha. Ví dụ như tụi em soạn một cái văn bản sử dụng Notepad trên Windows chẳng hạn đó, thì nó sẽ là một cái văn bản thông thường thôi. À, nó không phải là siêu văn bản ha. Rồi bây giờ đó, chúng ta ví dụ như trong cái văn bản đó chúng ta muốn là tô đậm. À, ví dụ như là trong một cái đoạn văn chúng ta muốn tô đậm mỗi cụm từ nào đó. À, thì một cách là chúng ta có thể làm đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái thẻ để mà chúng ta đánh dấu. À, đánh dấu ở hai đầu cái cụm từ đó. À, đó là cái ví dụ như là trong cái đoạn văn thì chẳng hạn chúng ta có một cái cụm từ đó là my memory ha. Chúng ta muốn là in đậm cụm từ này ở trong đoạn văn ha. Thì đây một cái cách mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta đánh dấu ở đầu và ở cuối cái cụm từ my memory này. Thì khi mà trình duyệt web nó hiển thị cái thông tin lên đó thì nó sẽ thấy nó sẽ nhận diện được những cái thẻ này ha, và nó biết đó là cái nội dung nằm ở giữa cái thẻ này đó là cái người tạo ra cái văn bản này muốn tô đậm chẳng hạn. Thì nó sẽ tô đậm cái cụm từ này và hiển thị ra trên màn hình cho người dùng. Thì đây là cái cách mà những cái thẻ nó hoạt động ha. Rồi thì cái ngôn ngữ HTML á, thì nó được xây dựng dựa trên một cái ngôn ngữ tên là HTML. Ok, HTML thì HTML á, thì nó là viết tắt của từ Standard General Line Markup Language, và nó phức tạp hơn. Có nghĩa là HTML được xây dựng dựa trên HTML này. Ok, thì trong cái ngôn ngữ HTML á, thì nó sẽ có danh sách một số những cái thẻ, danh sách một số những cái thẻ, và những cái thẻ đó thì nó sẽ sử dụng cho những mục đích khác nhau, tùy thuộc vào chúng ta muốn tạo ra cái nội dung gì để hiển thị ra cho người dùng trên màn hình trình duyệt. Rồi rồi thì chúng ta nói qua một cái tài liệu HTML, một cái tài liệu HTML cơ bản á, thì nó sẽ bao gồm những cái thành phần này, bao gồm những cái thành phần như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ giải thích sơ qua một số những cái thành phần này, tất cả những cái thành phần này nó là cái gì. Rồi thì một cái tài liệu HTML á, hay là một cái file chấm HTML á, thì nó sẽ có cái nội dung, cơ bản nó sẽ có chứa những thông tin như thế này. Thì cái dòng đầu tiên ở trong cái tài liệu HTML á, thì nó sẽ là dòng khai báo doctype, doctype ha. Chúng ta viết theo cú pháp đó là dấu nhỏ hơn rồi dấu chấm than từ khóa doctype. Rồi cái phần ở ngoài sau này á, thì nó sẽ là mô tả cho cái version cho cái chuẩn của cái tài liệu ha, cho cái chuẩn của cái tài liệu. Rồi rồi có nghĩa là dòng khai báo doctype này á, thì nó là cái thông tin về cái chuẩn của cái tài liệu HTML này, là chúng ta đang sử dụng theo cái chuẩn nào. Rồi thì nói về cái chuẩn của tài liệu á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái chuẩn, có nghĩa là cái ngôn ngữ HTML này khi mà nó ra đời á, thì nó đã qua rất là nhiều cái version khác nhau. Ok, qua qua rất là nhiều cái chuẩn khác nhau. Ok, cho nên là khi mà viết một cái tài liệu HTML á, thì chúng ta phải định nghĩa nó là theo cái chuẩn nào, chúng ta đang sử dụng theo cái chuẩn nào ha. Rồi thì ở đây giới thiệu một sơ qua một số những cái chuẩn trong cái tài liệu HTML ha. Thì chúng ta có cái HTML5, đó đây là cái chuẩn mới nhất chúng ta sử dụng hiện nay ha. Rồi thì trước HTML5 á, thì chúng ta có những cái chuẩn như là HTML4.01 và XHTML. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần để nói rõ hơn về những cái chuẩn này nha. Thì cái HTML4.01 này á, thì đây là cái chuẩn ra đời trước HTML5. Ok, và HTML4.01 á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có nhiều cái chuẩn con, những chuẩn con ví dụ như là strict hay là transitional hay là frame shape vân vân. Rồi thì khi mà cái chuẩn HTML4.01 này nó ra đời á, thì những cái trình duyệt web á, nó chưa có thống nhất, nó chưa có cái sự thống nhất với nhau. Ok ha. Theo cái chuẩn này có nghĩa là lúc này á, là khi mà những cái trình duyệt web khác nhau á, thì nó có thể là hiển thị những cái trang web theo cái chuẩn là HTML4.01 á, hiển thị khác nhau, nó không có giống nhau. Nên là thế giới người ta muốn thống nhất ra một cái chuẩn chung, thống nhất ra một cái chuẩn HTML chung á. Thì sau đó thì cái chuẩn XHTML này nó ra đời ha.
Nghĩa là XHTML này á, nó ra đời sau cái HTML 4.01. Và cái lý do mà nó ra đời á, đó là người ta muốn thống nhất một cái chuẩn chung cho web, thống nhất một cái chuẩn chung cho cái ngôn ngữ HTML này. Ok, thì dẫn tới cái sự ra đời của XHTML. Nhưng mà khi mà XHTML này ra đời á, thì những cái trình duyệt web á, nó cũng không có theo cái chuẩn XHTML này luôn. Cho nên là cái chuẩn XHTML này á, thì nó người ta bỏ. Ok, bỏ ha. Và sau này á, là người ta thiết kế ra cái chuẩn HTML5, người ta phát triển ra chuẩn HTML5. Thì HTML5 á, thì nó được phát triển từ HTML 4.01. Ok. HTML5 á, thì nó được phát triển từ 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 HTML 4.01 ha. Rồi. Thì cái chuẩn HTML 4.01 và chuẩn HTML5 hay là XHTML á, thì những cái chuẩn này á, thì nó cũng sẽ có sự khác nhau ha. Có một số những khác nhau trong đó mà khi viết code là chúng ta nên chú ý. Rồi, thì hiện tại ở đây á, có nghĩa là mỗi cái chuẩn này á, thì các em sẽ thấy mình có một cái khai báo doc type khác nhau nè. Ví dụ như là mình sử dụng cái HTML 4.01 strict, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng doc type này. Sử dụng cái XHTML thì chúng ta sẽ sử dụng doc type này. Còn đối với lại HTML5 á, thì đây là cái đơn giản nhất ha. Chúng ta viết như thế này. Rồi thì thống nhất á, từ đây về sau á, thì chúng ta sẽ sử dụng HTML5 ha. Đây là cái chuẩn mới nhất hiện tại bây giờ ha, và chúng ta sẽ sử dụng HTML5. Còn những cái chuẩn này á, thì đây là những cái quá khứ thôi. Ok, chúng ta nên biết về những cái này ha, để sau này chúng ta làm việc với lại những cái dự án web cũ á, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái như thế này nha. Rồi còn đối với lại HTML5 á, thì các em thấy là cái dòng khai báo doc type của nó khá đơn giản ha. Nó chỉ có cái từ khóa doc type và kèm theo cái từ khóa HTML thôi. Thì đây là dòng doc type của HTML5. Rồi thì đó là cái dòng đầu tiên ở trong cái tài liệu HTML ha, thì chúng ta cần có cái thông tin về cái chuẩn của cái tài liệu nha. Rồi tiếp theo ha, đó là trong cái tài liệu HTML á, thì chúng ta sẽ có một cái mình gọi ở đây là một cái phần tử ha, phần tử tên là HTML. Thì một cái phần tử á, thì nó sẽ bắt đầu bằng cái thẻ mở và kết thúc bằng cái thẻ đóng. Ok ha, thì đây là cái quy định về cái khai báo thẻ ở trong cái ngôn ngữ HTML. Thì thẻ thì chúng ta sẽ có cái thẻ mở và thẻ đóng. Ok, ta sẽ có cái thẻ mở và thẻ đóng. Thì thẻ mở thì chúng ta sẽ định nghĩa nó bằng cái dấu nhỏ hơn và tên thẻ dấu lớn hơn. Thì đây gọi là thẻ mở. Thẻ mở ha. Rồi thẻ đóng thì nó cũng tương tự như thẻ mở, nhưng mà nó sẽ có thêm cái dấu xuyệt đằng trước cái tên thẻ, thì đây gọi là thẻ đóng ha. Rồi thì từ cái thẻ mở đến thẻ đóng này thì chúng ta sẽ gọi đây là một cái phần tử hay là một cái yếu tố, element gì đó ha. Rồi thì bên dưới cái dòng doc type, bên dưới dòng doc type trong cái tài liệu HTML thì chúng ta sẽ có một cái phần tử tên là phần tử HTML. Thì phần tử HTML thì được định nghĩa từ cái thẻ mở tới cái thẻ đóng của nó nè. Rồi trong phần tử HTML thì chúng ta sẽ có hai phần tử con, đó là phần tử head và phần tử body. Rồi phần tử head đó thì cái thẻ mở nó nằm ở đây, thẻ đóng nó ở đây ha. Rồi phần tử body thì phần thẻ mở nằm đây, thẻ đóng nằm đây. Rồi có nghĩa là đây là một cái tài liệu HTML cơ bản, thì nó sẽ có chứa cái dòng doc type ha. Rồi tiếp theo đó là phần tử HTML, và trong phần tử HTML có hai cái phần tử con là head và body. Rồi bây giờ tiếp theo trong cái phần tử head, trong phần tử head thì chúng ta sẽ có một số những cái phần tử con, một số những phần tử con, và trong những cái phần tử con trong cái phần tử head này thì nó sẽ định nghĩa cái thông tin của cái tài liệu, và những cái thông tin này thì nó sẽ không có được hiển thị ra trên màn hình trình duyệt. Rồi thứ nhất đó là chúng ta giới thiệu đây, đó là cái phần tử title. Phần tử title ở đây ha, thì phần tử title này thì nó sẽ chứa cái nội dung, và cái nội dung này nó sẽ hiển thị ở cái tab của cái trình duyệt. Nghĩa là khi mà tụi em mở một cái tab ở trên cái trình duyệt web á, cái test nè. Thì cái test này thì nó được định nghĩa trong cái phần tử title và nằm trong phần tử head. Rồi thì ở những cái bài sau á, thì chúng ta sẽ có thông tin chi tiết hơn ha, về những cái phần tử bên trong phần tử head này nó có chứa những cái gì trong đó. Rồi thì
Chủ yếu là những cái thông tin ở trong phần từ hết định nghĩa thì nó là những cái thông tin của cái tài liệu thôi. Ví dụ như là tiêu đề nè ha. Tiêu đề là thông tin, nghe nói là thông tin nó hiển thị trên cái tab trình duyệt nè ha. Rồi thông tin về mô tả của trang web, keyword của trang web, rồi hoặc là cái logo của trang web thì nó sẽ nằm ở trong cái phần tử head, được không? Cái icon của trang web chứ ha, thì nó sẽ nằm ở trong phần tử head. Rồi còn tiếp theo là trong phần tử body, bên trong phần tử body là tất cả những cái thành phần mà sẽ được hiển thị ra trên màn hình trình duyệt. Thì nó sẽ nằm trong phần tử body. Ví dụ như là chúng ta muốn hiển thị ra cho người dùng một tấm hình, một cái tấm hình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ khai báo cái phần tử hình ảnh ở bên trong cái phần tử body. Rồi ví dụ như đây là trong phần tử body này thì nó sẽ có một cái phần tử H1. Theo ví dụ này thì nó có cái phần tử H1, cái nội dung là welcome. Đây là một cái heading. Thì nội dung trên cái trình duyệt web hiển thị ra cho người dùng thì nó sẽ hiển thị cái chữ welcome này. Rồi thì đây là một cái tài liệu HTML cơ bản ha. Đây là một cái tài liệu HTML cơ bản thì nó sẽ có chứa những cái thành phần này. Rồi, ngoài ra thì các em có thể là lít chuột vô trong cái link này ở W3 School này ha, để xem qua về cái tag doc thai. Thì lít chuột vô đây có mở sẵn nè ha. Rồi. Đó. Thì rồi, ở đây thì tụi em thấy là cái thông tin nó khác so với lại trên slide. Ok, thông tin nó khác với lại trên slide chút xíu. Đây ha. Rồi thì ở đây lý do đó là gì? Lý do đây là ở trang W3 School này đây là cái tài liệu online, ok, và nó sẽ được cập nhật thường xuyên. Đó chính là cái lý do tại sao khi mà chúng ta viết code đó, thì chúng ta nên dựa trên những cái tài liệu này, dựa trên những cái tài liệu online này ha, tại vì nó có sự thay đổi cập nhật thường xuyên, ok ha. Có nghĩa là ở đây là cái giao diện của cái trang ha, cũng là trang này luôn ha, nhưng mà được chụp ở một cái thời điểm khác. Còn hiện tại thì tụi em vô trang này tụi em sẽ thấy là nó sẽ khác rồi. Có nghĩa là người ta đã viết lại cái trang này rồi ha. Rồi. Có nghĩa là ở đây đã có cái sự cập nhật. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ giới thiệu về cái ngôn ngữ HTML này. Thì cái ngôn ngữ HTML thì nó là cái ngôn ngữ nó rất là dễ ha. Rất là dễ học thôi. Nó không có gì khó hết, cái cú pháp của nó rất là dễ ha. Rồi những cái từ khóa trong cái ngôn ngữ HTML thì nó cũng không có bao nhiêu, nó cũng cũng rất là dễ ha, không? Rồi có nghĩa là để mà viết ra những cái tài liệu HTML á, thì tụi em thấy là cái cú pháp của nó rất là dễ. Ok, HTML, CSS gì đó ha, thì cú pháp của nó rất là dễ, nó cũng không có gì hết. Nó không có gì phức tạp hết, nhưng mà cái vấn đề phức tạp ở trong cái lập trình web này á, khi mà chúng ta lập trình những cái trang web á, đó là cái khả năng tương thích với những cái trình duyệt web khác nhau. Có nghĩa là chúng ta khi mà mình thiết kế một cái giao diện á, thì mình phải đảm bảo được là cái giao diện đó nó chạy, nó hiển thị giống nhau á, trên những cái trình duyệt web khác nhau. Thì đó mới là cái khó của vấn đề lập trình web ha. Rồi còn về cú pháp á, thì em thấy là nó sẽ không có gì phức tạp hết. Thì chúng ta giới thiệu về cái phần tử HTML hay là yếu tố, phần tử hay yếu tố, tụi em muốn gọi sao cũng được. Thì như nói thì một cái phần tử HTML thì nó sẽ bắt đầu bằng cái thẻ mở và kết thúc bằng cái thẻ đóng. Được không? Rồi thẻ mở thì chúng ta viết là cái dấu nhỏ hơn, tên thẻ là dấu lớn hơn, thẻ đóng thì giống tương tự thẻ mở và nó sẽ có cái dấu xuyệt ở trước tên thẻ. Rồi. Thì đối với lại cái ngôn ngữ HTML thì chúng ta cần phải học danh sách những cái tên thẻ của nó, tên thẻ mà HTML nó hỗ trợ. Có nghĩa là mỗi cái thẻ thì nó sẽ có cái tác dụng khác nhau, có nghĩa là việc hiển thị ra trên màn hình trình duyệt của cái phần tử đó nó sẽ khác nhau. Ví dụ như đây chúng ta có thẻ B, thẻ B ha, định nghĩa dùng để định nghĩa cái phần tử B ha. Phần tử B thì nó được có tác dụng đó là nó hiển thị một cái paragraph, một cái paragraph, một cái đoạn văn bản ra trên màn hình trình duyệt. Rồi chúng ta có thẻ H1, phần tử H1 nè, rồi phần tử BR, vân vân.
Rồi thì ở phần sau thì chúng ta sẽ đi qua một số những cái phần tử HTML cơ bản để tụi em có thể bắt đầu tụi em viết code được. Rồi tiếp theo đó là về thuộc tính. Thuộc tính của phần tử. Rồi thuộc tính của phần tử thì nó được định nghĩa trong cái thẻ mở. Định nghĩa trong thẻ mở của phần tử đó. Dưới cái cú pháp đó là name bằng value. Name bằng value và cái cặp name bằng value này thì nó sẽ có khoảng cách trắng so với lại cái tên thẻ. Rồi thì một cái phần tử thì nó sẽ có thể có nhiều thuộc tính thì nếu như có nhiều thuộc tính thì những cái cặp name bằng value này thì nó sẽ cách nhau bằng những cái dấu khoảng cách trắng. Rồi được không? Rồi và ba cái thành phần là name, dấu bằng và value này thì tụi em chú ý là chúng ta phải viết liền nhau. Các em phải viết liền nhau ha, mình không không được có khoảng cách trắng ở đây. Ok, mình viết liền nhau là name bằng value như thế này ha, viết liền nhau. Ok, thì nếu như mà tụi em viết có khoảng cách trắng vô chỗ này thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ như tụi em không viết liền nhau như thế này mà tụi em viết là name khoảng cách trắng, dấu bằng khoảng cách trắng, value. Thì lúc này thì cái ngôn ngữ HTML thì nó sẽ nhận diện là mình có ba cái thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là name, thuộc tính thứ hai là dấu bằng và thuộc tính thứ ba là value. Ok. Và ba thuộc tính đó thì nó không có chứa giá trị. Được không? Cho nên là khi mà viết cái thuộc tính ở trong cái phần tử thì chúng ta sẽ chú ý là ba cái thành phần là name, dấu bằng và value này chúng ta phải viết liền nhau ha. Rồi. Rồi thì thuộc tính đó thì mình sẽ có những cái thuộc tính khác nhau. Thuộc tính khác nhau ha, tùy vô cái phần tử HTML đó. Thì đây là một số những cái thuộc tính mà mình thường hay sử dụng, ví dụ như thuộc tính ALT, thuộc tính Disable, thuộc tính Rep, ID, RC gì đó, thì đây là những cái thuộc tính. Thì khi mà học về những cái phần tử đó, thì chúng ta sẽ lồng vô những cái thuộc tính của phần tử đó luôn. Rồi có nghĩa là những cái phần tử khác nhau đó, thì nó sẽ có cái bộ thuộc tính khác nhau ha. Rồi tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái thuộc tính sử dụng chung, phần tử nào cũng có, ví dụ như là thuộc tính ID thì phần tử nào cũng có, thuộc tính name thì phần tử nào cũng có, vân vân. Ví dụ thuộc tính style thì phần tử nào cũng có. Rồi thì tiếp theo chúng ta giới thiệu một số những cái phần tử trong cái ngôn ngữ HTML. Rồi đầu tiên là chúng ta giới thiệu những cái phần tử block, phần tử block. Rồi phần tử, những cái dạng phần tử block ví dụ như là phần tử B. Phần tử B ha, thì nó để tạo ra một cái đoạn văn bản. Để hiển thị một cái đoạn văn bản ha. Rồi phần tử H1 tới H6. Có nghĩa là mình có 6 cái phần tử hidden. 6 phần tử hidden đó là H1, H2, H3, H4, H5, H6. Rồi phần tử pre, phần tử block quote, phần tử div. Thì đây là một số những cái phần tử dạng block ở trong cái ngôn ngữ HTML. Rồi phần tử B á, thì được dùng để hiển thị một cái đoạn văn bản. Rồi đây chúng ta có cái mã và cái hiển thị của nó trên màn hình ha, để mà tụi em dễ theo dõi. Rồi thì khi mà chúng ta khai báo hai cái phần tử B ở kế nhau như thế này, chúng ta viết đây là phần tử B thứ nhất nè, rồi đây là thẻ mở, đây là thẻ đóng của nó. Rồi phần tử B thứ hai, đây là thẻ mở, đây là thẻ đóng của nó. Rồi thì cái phần ở cái phần tử B thứ hai này á, thì chúng ta có thêm một cái thuộc tính là align bằng center, có nghĩa là chúng ta muốn canh giữa cái văn bản bên trong cái phần tử B này. Thì ở đây mình có hai cái phần tử B viết kế nhau như vậy ha, thì trên cái màn hình trình duyệt web á, thì nó sẽ hiển thị ra là hai đoạn văn bản. Ở đây chúng ta sẽ thấy hiển thị hai đoạn văn bản ha. Thì hai cái đoạn văn bản này á, thì nó sẽ có cái khoảng cách trắng ở giữa đây. Được không? Nó sẽ có khoảng trống ha, để mà phân biệt giữa hai cái đoạn văn bản này với nhau, và cái ở cái đoạn văn bản thứ hai á, thì nó sẽ được canh giữa như này. Rồi tiếp theo đó là phần tử hidden, các phần tử hidden ha, thì như đã nói á, thì đó là những cái phần tử từ H1 tới H6. Ok ha, và phần tử H1 á, thì nó sẽ có cái phông chữ lớn nhất. Kế tiếp là phần tử H2 thì nó sẽ có cái phông chữ nhỏ hơn H1. H3 nó sẽ có phông chữ nhỏ H2, cái kích thước chữ á, tới H6 á, thì nó sẽ có kích thước chữ nhỏ nhất. Rồi ví dụ như đây á, là mình có cái phần tử H2, nội dung là chapter 1 nè ha. Rồi em thấy á, là mình có khi mình hiển thị á, mình có cái dòng chữ chapter 1 ha, là lớn ở đây. Rồi tới phần tử H3 thì cái kích thước chữ nó sẽ nhỏ H2.
À, thì mình thấy trên màn hình hiển thị á, thì cái introduction này, dòng chữ một introduction này thì cái thứ chữ nó nhỏ hơn chapter one, có nghĩa là nó nhỏ hơn cái H2 nè. Rồi H4 thì nó sẽ nhỏ hơn H3. Đây là H4, à, H4 thì nó nhỏ H3 ha. Rồi H6 là nhỏ nhất ha. Rồi đó là những cái phần tử hidden. Rồi thì một cái chú ý ha, khi mà ông ta viết những cái thẻ ha, nghĩa là khi mà chúng ta viết cái tài liệu HTML sử dụng những cái thẻ đó, thì chúng ta chú ý đó là chúng ta sử dụng những cái luật ha, là, có nghĩa là trong cái tài liệu HTML thì những cái phần tử thì nó sẽ viết nó có những cái quy định ở trong đó. OK ha, ví dụ như quy định ta viết cái thẻ mở như thế nào, chúng ta viết thẻ đóng như thế nào, rồi chúng ta khai báo cái thuộc tính ở trong cái phần tử như thế nào nha. Thì nãy giờ mình đã nói rồi. Rồi ví dụ như là ở đây là chúng ta sẽ không có được viết những cái phần tử mà nó lồng vào nhau. Mình không không có được viết những cái phần tử mà nó overlap như thế này. Ví dụ như ở đây là mình có hai phần tử H1, phần tử A, thì tôi thấy là hai phần tử này nó đang bị overlap. Đang bị overlap. Ví dụ như H1 thì nó sẽ nằm, phần tử H1 thì nằm từ đây tới đây ha, còn phần tử A thì nó sẽ nằm từ giữa phần tử H1 tới sau phần tử H1 này ha, thì nó sẽ bị overlap thì viết như vậy là sẽ không được ha. Rồi thì chú ý ha, có nghĩa là chúng ta khi mà viết thì ví dụ như chúng ta viết phần tử A nằm bên trong phần tử H1 thì là OK ha, còn nếu mà chúng ta viết mà nó overlap lên nhau như thế này là không được ha. Rồi thì cái ngôn ngữ HTML thì nó là cái ngôn ngữ để định nghĩa cái siêu văn bản thôi. OK, cho nên là nếu như mà các em có viết sai cú pháp thì cái văn bản đó nó cũng có thể được hiển thị ra trên màn hình trình duyệt. Có nghĩa là trình duyệt web nó vẫn hiển thị cái tài liệu đó. OK ha, nó vẫn hiển thị cái tài liệu đó nhưng mà khi mà chúng ta viết sai cái cú pháp đó hay là chúng ta viết sai cái chuẩn á thì trên những cái trình duyệt web khác nhau thì nó có thể là hiển thị khác nhau. Có nghĩa là khi mà chúng ta viết sai chuẩn thì trình duyệt web nó sẽ tự hiểu. OK, tự hiểu ha, thì những cái trình duyệt web khác nhau thì tất nhiên là khi mà nó tự hiểu thì nó sẽ tự hiểu theo cái hướng khác nhau, cho nên là dẫn tới cái giao diện hiển thị ra trên màn hình nó sẽ khác nhau. Rồi rồi chứ là trong cái ngôn ngữ HTML thì tụi em viết mình ví dụ như mình viết thừa thẻ, mình viết thiếu thẻ rồi vân vân ha, thì trình duyệt web nó vẫn hiển thị như bình thường ha, nó không có quá chặt chẽ ha, không quá chặt chẽ nha. Rồi nhưng mà giả nói ha, thì khi mà ông ta viết sai chuẩn ha thì trên những trình duyệt web khác nhau thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ tự hiểu theo hướng khác nhau và dẫn tới là cái giao diện nó hiển thị khác nhau ha. Rồi cho nên là khi mà chúng ta viết cái tài liệu HTML thì chúng ta chú ý chỗ đó. Rồi tiếp theo là chúng ta giới thiệu một số những cái phần tử là phần tử inline, một số những phần tử inline ha. Những cái phần tử inline này thì đây là những phần tử không có tạo ra cái dòng mới và nó sẽ được xếp chung dòng, xếp chung hàng với lại những cái phần tử inline trước và sau nó. Thì một số những cái phần tử inline ha, ví dụ như là những cái phần tử như là emphasis nè, em in nghiêng, ví dụ như là trong một cái đoạn văn bản chúng ta muốn in nghiêng một cái từ nào đó chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng phần tử em. Rồi phần tử strong là tác dụng của nó là in đậm, ví dụ như đây là chúng ta muốn in đậm cái từ khóa merge này chẳng hạn ha, thì ở đây trên màn hình hiển thị thì tụi em sẽ thấy cái từ merge được in đậm. Rồi còn còn cái từ fascinating này thì nó được in nghiêng bằng cái phần tử em. Rồi phần tử size thường thường thì nó cũng là italic luôn, có nghĩa là nó cũng là in nghiêng luôn ha. Rồi phần phần tử code thì nó hiển thị cái thông tin của phần tử dưới dạng code. Rồi một số những cái phần tử khác ở trong HTML ví dụ như là phần tử big, phần tử small, phần tử i, phần tử s, sub, subscript hay là superscript, rồi span vân ha. Thì đây là một số những cái phần tử thuộc dạng inline ở trong cái ngôn ngữ HTML.
À, thì mỗi cái phần tử á, thì nó sẽ có cái tác dụng của nó, ví dụ như phần tử Y này á, thì nó là nghiêng nè, phần tử S là strike rule, có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái đường gạch ngang cái chữ á, rồi subscript đó là chữ nó bị đẩy xuống ở dưới hàng ha, và superscript là chữ nằm ở trên hàng. Ok, ví dụ như chúng ta muốn tạo ra ta muốn hiển thị ra trên màn hình H2O chẳng hạn, ta muốn số 2 nó hiển thị nằm ở bên dưới cái chữ H và chữ O chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tử subscript này. Rồi tiếp theo ha, đó là về phần tử phong. Phần tử phong ha, thì phần tử phong này á, thì nó được dùng để định nghĩa cái phong chữ sử dụng cho cái tài liệu HTML. Phong chữ sử dụng cho cái việc hiển thị của cái nội dung của phần tử phong đó. Rồi thì về phong chữ thì chúng ta sẽ có nói sau ở trong cái ở cái phần sau ha. Rồi tiếp theo đó là phần tử unordered list, để tạo ra một cái danh sách. Để tạo ra một cái danh sách theo dạng là không có thứ tự, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tử là UL và phần tử LI. Thì ở đây theo cú pháp thì nó sẽ là cái phần tử UL, phần tử UL ha, nằm bên ngoài ha, và bên trong là những cái phần tử con LI. Thì mỗi cái phần tử con LI này thì nó sẽ tạo ra thành một cái bullet. Ví dụ như chúng ta có bốn cái bullet thì chúng ta sẽ viết là phần tử UL bên ngoài ha, và bốn phần tử con LI bên trong. Thì để nó tạo ra bốn cái bullet như thế này. Và cái danh sách tạo ra và hiển thị ra trên màn hình trình duyệt đó, thì nó là danh sách không có thứ tự ha. Rồi tiếp theo là phần tử order list, thì đây là danh sách có thứ tự. Danh sách có thứ tự thì chúng ta sử dụng cái phần tử là OL và phần tử LI, cũng tương tự như phần tử unordered list ở trên. Rồi chúng ta cũng có cái phần tử order list OL nằm bên ngoài, và bên trong đó là những cái phần tử con LI. Thì danh sách có thứ tự thì nó sẽ được hiển thị ra màn hình, và nó có đánh số, được đánh số là 1, 2, 3, 4, thay vì là những cái dấu bullet như là unordered list. Rồi danh sách định nghĩa, danh sách định nghĩa thì mình có một số những ba cái phần tử đó là DL, DT và DD. Rồi thì ở đây thì nó giúp mình tạo ra cái thông tin như là trên như là trên giao diện đây ha. Thì phần tử DT ha, phần tử DT đầu tiên là chúng ta có cái phần tử DL nằm bên ngoài, bên trong phần tử DL thì mình có những phần tử DT và DD ha. Thì phần tử DT thì nó sẽ nằm sát lề trái, và phần tử DT DD thì nó sẽ cách cái lề trái một khoảng. Thì đây là chúng ta dùng trong những cái trường hợp mà chúng ta ví dụ như từ điển đi chẳng hạn thì chúng ta có cái từ rồi giải thích của từ đó thì nó thuộc vô một chút xíu so với lại cái lề trái, thì chúng ta sử dụng phần tử DT và DD tương ứng. Thì đây là danh sách dạng định nghĩa ha. Rồi lồng hai danh sách lại, lồng hai danh sách vô nhau. Thì khi mà chúng ta muốn lồng hai cái danh sách vô nhau như thế này, thì đối với lại mã HTML á, thì chúng ta sẽ lồng hai cái phần tử, ví dụ như chúng ta lồng cái phần tử UL vào trong cái phần tử OL, rồi để nó tạo ra cái hai danh sách lồng nhau như thế này. Rồi ví dụ như trên giao diện này chúng ta có cái danh sách không có thứ tự được lồng vô trong cái danh sách có thứ tự, có nghĩa là ở đây chúng ta có cái phần tử UL được lồng vô trong cái phần tử OL. Đó thì bên trong cái phần tử OL, phần tử UL này thì nó cũng sẽ là những phần tử con LI. Ok, ví dụ như đây cái danh sách bên ngoài ha, mình có cái phần tử, là danh sách có thứ tự cho nên là mình sử dụng cái phần tử OL. Rồi cái item đầu tiên đó là Apple, thì mình định nghĩa nó trong phần tử LI. Rồi tiếp theo là cái một cái danh sách không có thứ tự, cho nên là chúng ta sẽ chèn vô cái phần tử UL bên trong. Và danh sách không có thứ tự này mình có hai cái bullet, đó là red và green, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái phần tử LI tương ứng là red và green tương ứng. Rồi bên dưới là những cái phần tử kế tiếp của cái danh sách có thứ tự. Thì chúng ta viết như thế này để lồng hai cái danh sách vào nhau ha. Rồi phần tử tiếp theo đó là table, table hay là bảng dữ liệu.
À, cái bản dữ liệu à, thì cái bản dữ liệu á, thì cái cú pháp, cái cấu trúc của nó hơi phức tạp hơn chút xíu à, đó là ở đây chúng ta sử dụng cái phần tử là table. Rồi phần tử table nằm bên ngoài, rồi bên trong là các phần tử con tr. À, tr thì được dùng để định nghĩa cái hàng, đúng không? Tr, phần tử tr được dùng để định nghĩa hàng. Ví dụ như trong cái table của mình nó có ba hàng à, thì chúng ta sẽ định nghĩa ba phần tử con tr. Rồi phần tử th và td được dùng để định nghĩa cột, rồi nằm bên trong cái phần tử tr. Ví dụ như ở cái hàng đầu tiên chúng ta có ba cột thì chúng ta sử dụng cái phần tử là th, ta định nghĩa. Thì phần tử th này thì nó sẽ có cái format của nó, đó là cái chữ nó sẽ được canh giữa trong cái ô và cái chữ nó sẽ được in đậm. À, thì đây là tác dụng của phần tử th. Rồi thường cái từ h này là viết tắt của từ head á, table head. À, rồi nghĩa là cái thường cái hàng đầu tiên đó thì thường là nó là cái header của cái table đó à, đúng không? Cho nên là chúng ta thường sử dụng cái phần tử th. Rồi ở hai cái hàng tiếp theo, hai hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tử td để mà chúng ta chia cột. Ví dụ như ở cái hàng số 2 này đó, thì chúng ta có ba cột thì chúng ta sẽ sử dụng ba phần tử td là phần tử con. À, ok, thì phần tử td đó thì nó không có format giống như phần tử th, thì chữ nó sẽ nằm ở sát lề trái. À, và nó không có được in đậm, được không? Thì đối với lại cấu trúc table này á, thì nó hơi phức tạp hơn chút xíu, thì tụi em chú ý ha. Thì mình có một số những cái thẻ như là thẻ table, thẻ table ha, thẻ tr, thẻ th và thẻ td. À, thì đây mình học trước những cái thẻ này ha. Rồi comment, comment ở trong cái ngôn ngữ HTML á, thì chúng ta sẽ comment dưới dạng thẻ. À, thì chúng ta sẽ viết như thế này. À, đây là một cái comment. Ừ. Thì mình viết cái dấu nhỏ hơn, dấu chấm than và hai dấu gạch, hai dấu gạch nối để mà mở comment, và hai dấu gạch nối, dấu lớn hơn để đóng comment. Rồi, thì đây là cách mình định nghĩa comment ở trong cái ngôn ngữ HTML. Rồi thì comment ở trong ngôn ngữ HTML thì nó cũng tương tự như comment trong những cái ngôn ngữ khác thôi ha. Đó là khi mà dịch cái trang á, thì những cái comment này á, nó sẽ được bỏ qua và nó cũng sẽ không có hiển thị ra trên màn hình duyệt. Rồi tiếp theo đó là tạo một cái đường gạch ngang. Tạo cái đường gạch ngang thì chúng ta có thể sử dụng cái phần tử tên là HR. Rồi phần tử HR ha. Rồi thì đối với lại phần tử HR này á, thì ở đây chúng ta có thêm một số những cái thuộc tính, chúng ta định nghĩa thêm một số những cái thuộc tính ở bên trong phần tử HR. Ví dụ như là align bằng center, có nghĩa là canh giữa nữa, ha. Rồi size bằng 3. Rồi độ rộng là 50% và không có tạo bóng. Rồi thì cái kết quả hiển thị ra trên màn hình của mình thì nó sẽ tạo ra một cái đường gạch ngang như thế này. Thì tụi em thấy ở đây đường gạch ngang này thì nó sẽ được canh giữa ha. Rồi cái kích thước của nó là 3 pixel và độ rộng của nó là 50%. Rồi không có hiệu ứng độ bóng đây. Đây ha. Rồi một số những cái ký tự đặc biệt, những cái ký tự đặc biệt ở trong cái ngôn ngữ HTML. Thì trong cái ngôn ngữ HTML thì chúng ta đã sử dụng những cái ký tự nhỏ hơn, ký tự lớn hơn để mà tạo thành những cái thẻ. Ví dụ như là trong cái thẻ này của mình thì mình sử dụng cái dấu nhỏ hơn rồi M dấu lớn hơn. Vậy thì đây mình đặt ra một cái câu hỏi, đó là bây giờ chúng ta muốn hiển thị ra trên màn hình trình duyệt cái dấu nhỏ hơn và dấu lớn hơn thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Thì những cái ký tự như là dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn ha, và những dấu quốc nè ha, rồi dấu và thì nó sẽ là những ký tự đặc biệt. Rồi những cái ký tự đặc biệt thì dấu nhỏ hơn á, thì mỗi ký tự đặc biệt á, thì nó sẽ bắt đầu bằng cái dấu và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Và ở giữa cái dấu và dấu chấm phẩy là cái tên của ký tự đặc biệt, tên gợi nhớ của cái ký tự đặc biệt đó. Ví dụ như và lt chấm phẩy. Lt là viết tắt của từ less than. Less than có nghĩa là nhỏ hơn đó. Rồi và lt chấm phẩy thì nó sẽ ra cái dấu nhỏ hơn này. Ok, và rt chấm phẩy thì nó sẽ ra cái dấu lớn hơn. Rt là viết tắt của từ greater than. Rồi hoặc là chúng ta muốn hiển thị cái dấu
dấu và thì chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ viết là và AMB chấm chấm phẩy ha. Thì nó sẽ hiển thị ra trên màn hình cái dấu và. Rồi thì ở đây là cái ví dụ như ở đây chúng ta muốn tạo ra một cái dấu dấu nhỏ hơn và dấu lớn hơn, thì ở trong cái mã nguồn đó thì chúng ta sẽ viết trong cái mã HTML thì chúng ta sẽ viết là và LT chấm phẩy. Ok, thì trên màn hình trình duyệt nó sẽ hiển thị ra dấu nhỏ hơn tại vị trí đó. Rồi giờ chúng ta cũng có một cái ký từ đặc biệt mà thường hay sử dụng, đó là cái ký tự khoảng cách trắng. Khoảng cách trắng thì trong ngôn ngữ HTML á, thì những cái khoảng cách trắng á, khi mà dịch nó sẽ bỏ qua, nó sẽ bỏ qua trình duyệt web, nó sẽ bỏ qua những khoảng cách trắng, và nó chỉ tính là duy nhất một khoảng cách trắng thôi. Có nghĩa là ví dụ như là tụi em viết nhiều khoảng cách trắng ở trong cái tài liệu HTML ha, nhưng mà khi mà hiển thị ra trên màn hình trình duyệt á, thì nó chỉ hiển thị duy nhất đúng một cái khoảng cách trắng thôi. Ok, thì chúng ta muốn nó hiển thị ra nhiều khoảng cách trắng thì chúng ta sẽ sử dụng cái ký tự đặc biệt của cái khoảng cách trắng. Thì cái khoảng cách trắng á, thì cái ký tự của nó là dấu và NBSB chấm phẩy. Thì đây là ký tự khoảng cách trắng. Không, đây là ký tự khoảng cách trắng ha. NBSB là viết tắt của từ non breaking space. Thì nó là cái ký tự khoảng cách trắng ha. Rồi ví dụ như là M và NBSB chấm phẩy U ha, thì ở giữa chữ M và chữ U này nó sẽ có cái khoảng cách trắng. Rồi tiếp tục là tới cái ký tự khoảng cách trắng, rồi tới chữ S. Thì chúng ta viết liền nhau như thế này ha. Thì đây là ký tự khoảng cách trắng. Thì danh sách những ký tự đặc biệt này á, thì tụi em search Google hay là trên Wikipedia thì nó sẽ có cái bản danh sách đầy đủ tất cả những cái ký tự đặc biệt mà mình có thể sử dụng. Rồi ở đây trong slide mình chỉ giới thiệu một số cái thôi ha. Rồi về liên kết, liên kết thì liên kết ở trong cái tài liệu HTML thì được định nghĩa thông qua cái thẻ tên là thẻ A, thẻ A ha. Rồi thì liên kết thì nó có thể là liên kết tới những cái document khác sử dụng URL ha, hoặc là liên kết tới một cái thành phần ở trong cái document hiện tại. Rồi có nghĩa là để tạo ra những cái liên kết đó, tạo ra những cái link đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tử tên là phần tử A. Rồi phần tử A kèm theo cái thuộc tính là href. Thì thuộc tính href, cái nội dung của thuộc tính href đó, thì nó sẽ chứa cái URL của cái liên kết đó. Rồi cái phần nằm ở giữa phần phần tử A thì nó sẽ là cái text được hiển thị ra trên màn hình dưới dạng liên kết. Thì những cái liên kết hay là những cái link trên những cái trang web mặc định thì tụi em sẽ thấy nó sẽ có cái màu là màu xanh ha, màu xanh mặc định, và nó sẽ có cái dấu gạch dưới. Ok, thì đó là cái phần tử A. Rồi thì thuộc tính href thì nó sẽ chứa cái URL ha, của cái của cái liên kết đó. Rồi có nghĩa là khi người dùng người ta bấm lít chuột vô cái liên kết này á, thì trình duyệt web nó sẽ chuyển hướng tới URL được khai báo bên trong cái thuộc tính href. Rồi thì ở đây thì chúng ta nói qua một số những cái trường hợp mà tụi em sẽ gặp phải ở cho khi mà mình sử dụng cái thuộc tính href của phần tử A. Khi mình sử dụng phần tử A với thuộc tính href thì cái nội dung của cái thuộc tính href này á, thì nó có thể là chứa cái đường dẫn tương đối hoặc là tuyệt đối. Thì đây mình có tất cả những cái trường hợp này tụi em cần phải nắm ha. Rồi ví dụ như ở đây á, giả sử cái trang web hiện tại đang được phục vụ ở cái địa chỉ là domain.com/news/index.html. Rồi nghĩa là ở đây mình đang vô cái trang web có cái URL này. Được không? Có URL là domain.com/news/index.html. Rồi trong cái trang web này á, mình có một cái liên kết được khai báo bằng cái thẻ A. Có cái liên kết thì cái trường hợp thứ nhất đó là nội dung của thuộc tính href á, nó là tên của một cái file HTML, ví dụ như là research.html. Tên file. Thì lúc này á, khi người dùng lít chuột lên trên cái liên kết research này á, thì trình duyệt web nó sẽ chuyển hướng qua cái trang research.html và nằm chung cái thư mục của cái trang hiện tại. Ok, cái trang hiện tại của mình nó đang nằm ở cái đường dẫn là domain.com/news/index.html. Thì khi mà người dùng người ta lít chuột lên trên cái link research này á, thì
trình duyệt web nó sẽ chuyển hướng qua cái trang research.html và nằm chung cái thư mục với lại trang index.html này, có nghĩa là cái URL nó tương ứng với lại domain.com duyệt new duyệt research.html. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là chấm duyệt, chấm duyệt pop.html thì nó sẽ tương tự như trường hợp thứ nhất. Dấu chấm này thì nó tượng trưng cho cái thư mục hiện hành. Thư mục hiện hành đó thì đây là chúng ta có thư mục hiện hành là thư mục new. Ok, cho nên là chấm duyệt thì nó tượng trưng cho cái thư mục hiện hành là thư mục new luôn. Và pop.html thì lúc này thì nó cũng chuyển hướng qua cái trang domain.com duyệt new duyệt pop.html. Rồi trường hợp thứ ba đó là chấm chấm duyệt, chấm chấm duyệt thì nó sẽ lùi ra một thư mục, ví dụ chấm chấm duyệt index.html thì đường dẫn mặt hiện tại của mình nó là domain.com duyệt new duyệt index.html. Rồi giờ mình lùi ra một thư mục, đó là mình lùi ra khỏi cái thư mục new. Thì lúc này là cái URL của mình đó lúc này đó là sẽ là domain.com duyệt index.html, có nghĩa là lùi ra khỏi thư mục new ha. Rồi cái trường hợp tiếp theo đó là dấu duyệt. Dấu duyệt, ví dụ như chúng ta viết duyệt index.html thì cái dấu duyệt này thì nó sẽ trở về cái thư mục gốc của cái domain. Ok, thì lúc này nó sẽ ra là cái URL là domain.com duyệt index.html, nghĩa là dấu duyệt này là trở về cái thư mục gốc domain.com ha. Rồi cái trường hợp tiếp theo nữa đó là chúng ta viết đầy đủ cái URL như thế này, như http hay chấm duyệt domain.com thì đây trong trường hợp đầy đủ thì không có gì phải nói rồi ha. Thì khi người dùng lít chuột lên cái link computer thì nó sẽ chuyển hướng qua cái URL đầy đủ này. Rồi trường hợp tiếp theo đó là hai dấu duyệt, hai dấu duyệt domain.com, ví dụ như href bằng hai dấu duyệt domain.com. Thì trong trường hợp này thì trình duyệt web nó sẽ chuyển hướng qua cái trang domain.com và sử dụng chung cái giao thức của cái trang hiện tại. Rồi ví dụ như đây đó là chúng ta đang sử dụng cái giao thức HTTP, cái trang hiện tại của mình mình đang sử dụng giao thức HTTP. Thì khi người dùng click chuột vô cái link computer này thì nó sẽ chuyển hướng qua cái trang domain.com sử dụng giao thức HTTP. Nhưng mà nếu trên cái trang web hiện tại của mình mình đang sử dụng HTTPS thì khi mà người dùng click chuột vô cái link này thì nó sẽ chuyển hướng sử dụng cái giao thức HTTPS. Có nghĩa là hai dấu duyệt thì tượng trưng cho cái việc đó là chúng ta muốn sử dụng cái giao thức chung với lại cái giao thức của trang hiện tại. Rồi cái trường hợp tiếp theo đó là chuyển hướng tới một cái phần tử, chuyển hướng tới một cái phần tử bên trong cái trang đó, thì chúng ta sẽ sử dụng dấu thăng. Dấu thăng, ở đây ví dụ như chúng ta viết cái đường dẫn là research.html, dấu thăng not ở cuối. Rồi thì lúc này khi mà người dùng click chuột lên cái link research này thì đầu tiên trình duyệt web nó sẽ chuyển hướng qua cái trang research.html trước, và trang research.html này thì nó tương ứng giống y chang như là cái trường hợp đầu tiên chúng ta nói nè. Ok rồi, nhưng mà sau khi mà trình duyệt web nó chuyển hướng vô cái trang research.html này xong thì nó sẽ chuyển hướng tới cái phần tử có ID là not. Ok, chuyển hướng vô cái trang research.html và di chuyển đến cái phần tử có giá trị thuộc tính ID là not. Rồi thì đây là tất cả những cái địa chỉ, tất cả những cái dạng giá trị của thuộc tính href mà tụi em cần phải nắm. Ok, thì khi mình tạo ra những cái liên kết, tạo ra những liên kết đó, thì mình phải định nghĩa là cái liên kết đó được trỏ tới cái tài liệu nào. Ok, thì đây là tất cả những cái dạng địa chỉ có thể có nha. Rồi thì bài hôm nay thì chúng ta nói tới đây thôi ha. Rồi phần nãy giờ tụi em có thắc mắc gì không ạ? Rồi vậy không có thắc mắc gì thì chúng ta nghỉ ha. Em chào thầy ạ. Rồi ok, chào các em nha.